Ánh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm em thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà đậm là duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em. Gặp nhau mỗi đêm 100 cơn chát nhỏ, chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên. Nhưng đam mê không ngủ quên 100 con gác nhỏ. Sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân Đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Biết là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đô tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu. Ok. Đã nhiều lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền. À, hello xin cả lò nhà mình nhá. Chúc cả lò nhà mình đầu tuần thật là vui vẻ. Ha, vừa đi chơi về trông có đẹp đi không? À, cảm ơn bạn iPhone 14 Pro Max á. Cảm ơn bạn nhiều. Uầy, mẹ về đến nhà được một hôm rồi, tắm biển chán chê mê mỏi, phơi nắng xong mẹ cháy cả da không ạ. Mẹ về đến nhà mới bắt đầu thấy kiểu lưng với cả gáy với cả vai rát con mẹ nó hết ạ. Sợ thật. Nhưng mà đi chơi vui. Lâu lắm rồi mới có quả chuyến đi chơi xả xí chết thích như thế này. Mẹ ông công nhìn chân tôi để eo ơi. Đen xì mẹ luôn ý. Cảm ơn đô la cái mình nhá. Hôm qua em đợi anh cả chiều ở sân bay em không gặp được anh. Ủa thôi đợi anh làm gì trời ơi. Ồ. Hôm qua anh bay muộn lắm. Mấy giờ anh mới về đến Hà Nội nhỉ? Hình như là 7 giờ tối sao anh không nhớ lắm. Cảm ơn Lộc nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn Nguyên Chris nhá. Ừ, chúc mừng sinh nhật em, cảm ơn em nhiều. À, tình hình là tình hình là hôm nay có giveaway iPhone đấy. Báo với cả các ông trên group rồi, nhưng mà để cuối buổi đi. Cuối buổi rồi thì chúng ta sẽ thông báo về cái thể lệ giveaway sau. Còn quay hôm nào thì tôi nghĩ chắc là để 1-2 hôm đi cho nó hợp lý. Cảm ơn Trần Anh nhá. Nghe nói anh bị đá sẽ chim ở nặng. À đâu, đá gì đâu. Thỉnh thoảng có bạn gặp thì bạn xin chụp ảnh thôi. Bình thường. Mẹ em đéo hiểu sao mấy hôm đi tắm biển về
lông cái quan tít thì mẹ lông chân đã ít rồi, lại còn rụng bớt đi, xong nó còn bị xoăn xoăn vào nữa, thì tôi cứ phải lấy cái cắt móng tay để tôi cắt đi, không thì nó bị bực mình thực sự. Không, đợi tôi tí tôi cắt cho mẹ sợi lông chân này đi cả. Ngồi thở tí đi, xong rồi tôi sẽ kể cho các ông về chuyến đi Đà Nẵng của tôi. Thực ra thì đéo có gì, tại vì nó là một chuyến đi kiểu nghỉ dưỡng không ạ. Đi trông con ở một nơi xa, khác với việc trông con ở nhà. Mệt hơn, đau đầu hơn, nhưng mà nó vui hơn. Hợp lý. Cảm ơn Inosu nhá. Để chơi thần trùng đi à. Thôi, bởi đéo gì. Mẹ để hôm nào muộn muộn rồi vắng vắng rồi chơi. Tôi thì chưa chơi, tôi cũng chưa xem ai chơi. Tôi chỉ lên group tôi đọc, tại vì tôi thỉnh thoảng tôi cũng lướt lướt Facebook một tí. Nhưng mà tôi thấy là cãi nhau hơi nhiều, tôi thấy rất chi là đau đầu. Người thì ủng hộ, người thì tâng bốc, người thì chê, người thì chửi. Thế là bên dưới cãi nhau om xì tỏi trở lên, cả lên. Thế là tôi đang đéo biết được là nếu như mà tôi vào chơi thì nó sẽ như thế nào. Chê cũng đéo chê được, chê kiểu đéo cũng bị chửi. Cảm ơn Daddy nha các bạn nhỉ. Khen thì mẹ cũng có thằng chửi, bợ đít nâng bi bú phêm. Còn đéo nói gì thì lại bảo đéo có tâm với nghề. Chơi kiểu mẹ mình công nghiệp. Cảm ơn 536 nhá. Cảm ơn em nhiều. Nên là tôi đang đéo biết được là tôi chơi như thế nào cho nó hợp lý. Không đấy, chứ thì có ông bảo mẹ không nói gì hết. Chơi kiểu thế cũng đéo được. Thế thì thà đéo chơi còn hơn đúng không? Nên là tốt nhất là để hôm nào muộn muộn này vắng vắng đi thì anh em mình sẽ ngồi chơi nhau xong. Cảm ơn 309 nhá, cảm ơn bạn nhiều. Mệt lắm, rất đau đầu. Còn cái chuyến đi Đà Nẵng thì tôi bảo với cả các bạn rồi là tôi sẽ không quay vlog. Tôi cũng có chụp ảnh lại một tí, thì tí nữa anh em mình cùng nhau xem lại xong. Còn thần trùng thì tốt nhất là các bạn đừng spam nữa làm gì. Chơi thì tôi sẽ tự chơi. Tôi để khi nào nó nguội đi, khi nào mà group người ta hết chửi nhau rồi hết cãi nhau rồi đi thì lúc đó tôi chơi nó sẽ hợp lý hơn. Chứ còn tôi thấy nước ngoài cũng chơi rồi, Việt Nam cũng chơi rồi, streamer YouTube rất nhiều người chơi rồi, thì nếu như các bạn muốn xem hay các bạn muốn trải nghiệm hay là các bạn muốn đọc comment để xem người ta cãi chửi nhau như thế nào, người ta thế nọ thế lọ thế chai thì các bạn lên mà các bạn đọc. Cảm ơn Thiện nha các bạn nhiều. Bây giờ anh bán Lego anh chưa biết được. Hôm nay vợ tôi vừa đưa tôi một con Lego mới. Tôi cũng không nghĩ được là thời gian nó trôi nhanh như thế. Từ khi mà tôi ra con Lego đầu tiên, bây giờ là tôi có đôi 4-6 con Lego rồi các bạn. Đủ mẽ các loại màu luôn ạ. Hôm trước tôi cho các bạn xem cái ảnh của con Lego cương thi này rồi. Có người thì khen, có người thì chê. Nhưng mà cá nhân tôi khi cầm vào cái con Lego này thì dù sao nó cũng là sản phẩm của bên tôi làm, cho nên là tôi vẫn thấy nó đẹp. Mia Trần nha các bạn nhiều. Còn cái số lượng Lego thì giá nó vẫn thế. Số lượng nó vẫn thế. Nên là nếu như bạn nào mà thích sưu tập hay là các bạn nào mà thích mua về để lên bàn trưng bày như tôi chẳng hạn, thì các bạn có thể mua về và các bạn tự lắp. Cảm ơn chuẩn nướng mới ớt nhá. Còn cá nhân tôi thì tôi đéo lắp được. Anh em biết rồi đúng không? Mẹ tôi đéo khả năng lắp Lego. Đau tay vãi cứt ý. Mà tôi mở cái hướng dẫn ra cái là tôi ngất cả mẹ rồi các bạn. Trông nó kiểu loang loang hoàn toàn là vằn vãi cứt. Cho nên là tất cả những cái con Lego của tôi ở đây đều là những con Lego mẫu cả. Cảm ơn Hữu Lộc nha các bạn nhiều. Đấy, nó sẽ như thế này các bạn. Đây là con Lego phiên bản Mythi cương thi. Dự kiến sẽ ra mắt vào Halloween 31 tháng 10. Sức nhật tục xoài. Đấy, nó sẽ như này các bạn ạ. Con này thì hơi cao. Ừ, chính ra nếu như tôi đứng để cạnh mấy con này thì tôi thấy là con này có vẻ là đang cao nhất. Và sau khi tôi để xong thì tôi thấy nó đang đéo hợp lý một tí nào, tại vì nó che đi một cái góc màn hình phụ của tôi. Ngày mai tôi sắp xếp lại xong. Cảm ơn TK nhé các bạn gì. Cảm ơn bạn nhiều. Hộp gì ở đằng sau lưng ạ? Cảm ơn Dũng nhá. Hôm vừa rồi cả công ty tôi đi du lịch cho nên là có cái quà từ hôm sinh nhật của bạn nào đó gửi. Tôi thấy có cả thiếp đấy. Thiếp đâu mẹ rồi? Đây. Bạn nào đấy gửi mà tôi nhìn con mô hình này tôi đoán thôi, chắc là thằng Evin. Tại vì con thằng Evin nó hay mua cái bộ. Nó là một bộ với nhau sao? Happy birthday to you. Trông cute for my que vậy cứt. Đấy đúng mẹ Evin luôn. Chúc anh sinh nhật vui vẻ và tuổi mới thành công hơn. Ký tên Evin. Rất chi là đơn giản. Wow, hình như là một con Son Goku thì phải. Ủa, nhưng mà tại sao có một con bé bé và một con tóc đỏ? Hai con à? Từ từ nha, để tôi bóc ra. Có mỗi cái hộp thôi. Ngoài
À, hôm qua tôi vừa mới về đến nhà. Tầm 9 giờ tối là về đến nhà. Về nhà xong rồi việc đầu tiên là tắm rửa ỉa đái, sau đấy là livestream bên Nemo. Ngồi nói chuyện với cả anh em một tí. Xong rồi đi ngủ. Mấy ngày ở Đà Nẵng thì rất là may là hôm đầu đến tôi ngủ được 2 tiếng, sau đấy là tôi cố thức uầy cố vãi đái luôn cả một sự cố gắng ấy. Cảm ơn Minh nhá, cảm ơn bạn nhiều. Làm gì có bạn một cười. Từ tôi bóc con này đây. Ờ đúng rồi, con này cùng bộ với cả mấy con trước. À nó là con Goku các bạn ạ. Nhưng mà tại sao bên ngoài hình nó lại là con tóc đỏ nhỉ? Đây là cái đế. Đây con Goku. À nó là phiên bản Goku cầm gậy không ạ? Cảm ơn Dương nhá, cảm ơn bạn nhiều. À đã giải lại để sau đám cưới của Bomman nhá bạn ơi. Đây là cái thẻ của shop. Lại thì trong này hình như là không còn gì rồi. Ok, đằng nào cũng bóc thì để tôi bóc luôn con Goku này đã các bạn nhá. Sau đấy anh em mình ngồi nói chuyện tiếp. Anh cảm ơn Tuấn Anh nhá, cảm ơn em nhiều. Qua làm gì có stream mà ông không xem. Ông không để thông báo. Eo ra mấy anh em tôi ngồi mẹ nói chuyện, xem ảnh, xem clip các thứ. Dạo qua các bạn idol ở bên Nemo Show vui vãi cứt ra. Không, yên tâm là tôi sẽ đéo làm clip đâu các bạn. Những buổi livestream kín nữa, hôm qua tôi kể được bao nhiêu chuyện mẹ. Tối hôm qua mà ông nào ngồi xem là mẹ, tôi tiết lộ luôn cả lương liếc các thứ của tôi như nào cơ mà. Đúng lắm mới có buổi anh em ngồi mẹ mà nói chuyện sâu như thế, ngồi phát đến tận 7 giờ sáng á. Vãi cả cứt thật. Ô, đây là cái đuôi à. Cảm ơn Đạt nhá, cảm ơn em nhiều. Sao lại cảnh sát FA? Tôi quá thiệt với cả các ông nhá. FA càng ngày càng đông, càng ngày càng khó tính. Và cái mức độ nghiêm trọng về phản ứng trong hành động cũng như lời nói của FA là càng ngày càng có chiều hướng là tiêu cực. Cho nên là quán triệt với tất cả các ông là từ nay không được chơi FA nữa. Ông cứ donate lên các ông nghĩ như thế là hay. Không biết là người ta tổn thương lắm không? Người ta quằn quại lắm không? Mẹ đã mệt mỏi rồi, đã cô đơn rồi, đã đéo có ai yêu rồi. Suốt ngày bạn bè, gia đình lên trên mạng buổi tối để tìm một cái gì đấy giải trí thôi. Mà cũng có mấy ông donate vào chơi FA. Cảm ơn Nam nhé, cảm ơn bạn nhiều. Các bạn làm thế là không được. Lớn cả rồi. Này tôi nghĩ là sẽ cắm vào đây. Ui, đây sẽ là cái đế. Sau đấy cái này thì sẽ cắm vào lỗ. Ơ, chết mẹ, cái đuôi đâu ấy? À, còn cái đuôi nữa. Trời ơi, trông giống cục cứt vậy. Cảm ơn Chí nhá. Ừ, mẹ hôm qua cuốn vãi trưởng ạ. Cảm ơn Lộc nhá, cảm ơn em nhiều. Sao lại tôi đăng cái gì lên group? Đùa ít thì vui, đùa nhiều thì vui nhiều. À rồi, cảm ơn bạn nhá. Đấy nhá, đấy là mấy ông trêu với nhá. Mẹ cứ tinh tướng đi, có người yêu đi. Tôi ok á, sao nó lại lệch như này nhở? À nó lệch à? À kiểu nó thế à? Sao nó nghiêng như này nhở? Hôm trước tôi ở Đà Nẵng chơi. Thì may quá, đã kể với cả các bạn là mấy hôm đi Đà Nẵng thì được cái là ăn ngủ nó lại giống người bình thường. Ơ đéo hiểu kiểu gì. Hôm đầu ngủ được có 2 tiếng. Lên sân bay thì vật vờ. Đến đấy cái thì anh em đi ăn uống xong rồi đi tắm biển, đi chơi, tự nhiên mình lại tỉnh ngủ. Thế thôi mẹ em cố gắng thức phát để ngày hôm sau ăn ngủ được với mọi người để còn đi chơi được. Ui, thế là thành ra mấy hôm mình không bỏ lỡ một cái chương trình nào cả. Mà thực ra là nếu bỏ lỡ chương trình thì nó cũng không hay, đúng không? Nên đi chơi cả công ty tự nhiên mình lại ngủ. Đéo được, giờ hơi. Thế là có một buổi sáng tôi đi ra ngoài biển ngắm bình minh. Đéo phải là sáng đầu tiên, tôi nhớ là sáng thứ hai thì phải. Tự nhiên là 5 giờ sáng tôi tự nhiên tỉnh dậy. Em mình lâu lắm rồi mình không đi biển, chắc phải khoảng 2 năm rồi đấy. Cảm ơn cường cao nha các bạn nhiều. Tại sao mình không đi ra biển một tí để ngắm nhìn bình minh? Thế là tôi đi ra. Ui, thần kỳ vậy đái. Tôi đéo hiểu tại sao mấy con sò nó lại mẹ lấy đâu smartphone, lấy đâu tivi để ngồi xem stream. Có mấy con sò là fan tôi không ạ? Nó còn trêu mấy ông F3. Đéo nào sóng đánh nào nó tự xếp thành chữ kênh chat F3. Tôi thấy nó buồn cười quá. Tôi thấy nó kiểu vô duyên quá. Thế là tôi quay lên cho các ông ấy chứ. Tôi đéo nói là tôi xếp các bạn nhá. Tôi chỉ bảo là mẹ tôi ra và tôi nhìn thấy sẵn chữ kênh chat FA ở đấy. Là chứng tỏ là mấy con sò. Ừ, mấy con sò nó xếp. Đây. Dê, xin cảm ơn David nhá. Cảm ơn em nhiều. Trông nó hơi lẫn màu đúng không? Cảm ơn ACE nhá các bạn nhiều. Đấy, trông cute nhưng tại sao nó cứ bị nghiêng như thế này nhỉ? Tôi chưa hiểu cơ chế của nó lắm. Hay là kiểu nó phải nghiêng như thế này nhỉ?
Ừ ok, tôi xếp tạm lên đây. U te phết. Cảm ơn Long nha các bạn nhiều. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem ảnh tí các bạn nhé. Ô, tôi chết mẹ rồi, quên tắt cái danh bạ rồi. Alo. Ơ? Khảo sát gì? Khảo sát dùng điện thoại ấy. Em bên nào ấy nhở? À, anh dùng iPhone 14 Pro Max bản 1T Deep Purple em ạ. Ok. Ừ, bản cao nhất luôn em. Sách tay. Đúng rồi, bản anh sách tay, chưa không phải chính hãng. Ừ. Anh tên Độ. Mẹ anh tên Lý. Ừ. Ok rồi, ok. Anh cảm ơn nhá. Ok. Mẹ à, bây giờ có cả mấy cái dịch vụ khảo sát xem đang dùng điện thoại gì để lấy ý kiến khách hàng. Rất đau đầu. À. Anh em xem điện thoại tí nhá. À nhầm, xem ảnh trên điện thoại tí. Nhầm. cái đéo gì nhở? Mẹ vừa đao cái phần mềm tên là đéo gì nhở? À, iPower Mizo. Ui, nhưng mà thôi thật cả công. Đầu tiên nhá, nếu như mà để nói với cái điện thoại để tôi gỡ cái ốp ra cho công xem. Nhắc lại với cả các bạn tí, đây là con người ta gọi là màu Deep Purple bản 1T. Năm nay thì các bạn đọc báo chắc các bạn biết rồi đúng không? Mẹ xếp hàng để mua iPhone khó vãi cứt. Tại vì phải pre-order trước nó mới cho mua. Nên là vất vả vãi cứt thằng em tôi nó mới có thể đi xếp hàng mua tôi được con này. Và hôm qua khi mà nó mang sang cho tôi, nó bảo anh ơi, con này nó mua hết bao nhiêu đấy. Mà nếu như mà hôm qua tôi bán con này đi thì tôi lãi con mẹ luôn 15 triệu. Nhưng mà tại vì thằng em tôi nó đã đi xếp hàng để nó lỡ mua cho tôi rồi, nên là tôi cũng có nhu cầu là tôi mua về dùng, nên là tôi cũng đéo có nhu cầu bán. Nhưng mà tôi cay vãi cứt luôn là ngày hôm nay tí nữa thì nó làm tôi muộn giờ sở chim. Tôi lên phòng vào lúc 21:15. Tôi ngồi ỉa, tôi xem TikTok, tôi ngó YouTube và tôi đọc báo tình hình chiến tranh các thứ. Thế đéo nào tôi thấy lúc đấy có 21:06 thì mình đéo để ý. Mình lại ngồi mẹ mình ỉa được thêm khoảng 15 phút nữa rồi, vẫn là 21:06. Vãi cả cứt thật. Thế là tôi mới gọi điện cho vợ tôi bảo em ơi mấy giờ rồi. Vợ tôi bảo anh ơi 9:40 rồi. Tôi mới giật mình tá hỏa, chùi đít tắm rửa ỉa đái. Thế là nó bị kẹt cái đồng hồ các ông ạ. Mà bên ngoài này nó vẫn hiển thị là giờ đúng nhá. Lúc đấy là 21:40 mấy phút. Mà bên trong này nó có một cái màn hình bé bé, là cái màn hình đây, là cái giờ ở trên này các bạn. Nó bị kẹt con mẹ ở 21:06 phút. Mà tôi đéo biết sửa kiểu gì cả, cay vãi đái. Vào phần chỉnh đồng hồ các thứ thì nó vẫn là giờ Asia Hồ Chí Minh các thứ. Nhưng mà đéo hiểu sao tôi đánh răng xong ra cái thì nó lại reset được bình thường. Cái thứ hai nữa là từ khi tôi kích hoạt cái máy này đến bây giờ, tôi nghĩ là từ tối hôm qua lúc 9 giờ tối đến bây giờ là khoảng 25 tiếng. Sau 25 tiếng, cái iCloud của tôi vẫn chưa thể download xong. Hiện tại nó vẫn đang ước tính còn 113,3GB được tải về để hoàn tất khôi phục các ứng dụng dữ liệu của bạn. Lâu vãi cứt, chưa giờ tôi thấy lâu như thế. Mà tôi muốn update lên cái iOS mới để nó fix mấy cái lỗi này. Cập nhật phần mềm. Thì bên trong này nó ghi là bạn có thể cài đặt bản cập nhật này khi iPhone của bạn kết thúc khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Cày vãi cứt rồi. Thế là thành ra là máy đang đơ kẹt có mẹ ở đây. Và lúc đéo là tôi cũng phải kè thêm cái máy 12 cũ của tôi ở bên cạnh. Còn lại thì tại vì tôi bỏ qua bản 13, tôi dùng luôn từ bản 12, tôi nhảy phát lên bản 14. Cho nên là cá nhân tôi thì thấy nó mượt. Tại vì các bạn biết là cái 12 Pro Max nó chưa có màn hình 120Hz. Con này thì 120Hz nên là mình dùng cái đéo gì nó cũng mượt hơn. Thứ hai nữa là nhiều người quan tâm, có hai cái mới. Một là cái màn hình này nó gọi là màn hình Always
delay. Allaway display có nghĩa là lúc đéo là nó sẽ như này. Bình thường khi mà các bạn bật lên thì nó sẽ sáng lên và độ sáng của nó max là nó sẽ như này. Đây là sáng hết cỡ của nó. Còn khi mà các bạn tắt đi thì nó sẽ như này. Và lúc đéo là nó sẽ hiện như này. Nó giảm tần số quét của màn hình xuống còn 1Hz và cái độ sáng màn hình sẽ giảm xuống tối đa để tiết kiệm pin. Ngày hôm qua tôi test thử cái chức năng này là một buổi tối khi tôi sạc đầy pin và tôi vứt máy ở đấy tôi đi ngủ thì nó hết bao nhiêu phần trăm. Đấy, lúc đéo là nó hiện đúng không? Nó mất khoảng 6% pin. Cái này thì được cái tiện là để trên bàn các bạn đá phát là các bạn nhìn được giờ luôn. Như tôi rất tiện là tôi đi tắm, tôi để máy ở bên ngoài, ngay gần cái chỗ tôi để giấy vệ sinh. Cho nên là khi tôi đang tắm tôi nhìn ra lúc nào tôi cũng biết được là bao nhiêu giờ. Ờ, chiều tối nay tôi đi tắm tôi mới nhận ra cái đấy đấy các bạn. Ừ, hợp lý vậy đấy. Thứ hai nữa là ở cái màn hình khóa này các bạn có thể tùy chỉnh được. Đây. Tùy chỉnh được. Đây là cái giao diện màn hình cũ của tôi, trông nó hơi xấu. Còn cái này thì các bạn có thể chỉnh được thêm cả giờ này, phông chữ này. Các bạn thể để pin ở ngoài, các bạn thể để nhiệt độ hay là để sức khỏe, đo được bao nhiêu bước các thứ. Nhưng mà tôi thấy cái này đéo ăn thua. Ừ, tôi thì thấy nó chết mẹ, tôi bấm vào cái đéo gì rồi, tôi thấy nó bình thường. Còn về camera là một thứ mà tôi cũng quan tâm vậy cứt. Camera thì theo như mà cái hôm anh em mình cùng nhau xem cái buổi ra mắt thì người ta nói là nâng tốc độ, nâng chất lượng ảnh chụp lên khoảng 2 cho đến 2,5 lần. Và update thêm quả camera 48 megapixel. Hôm qua tôi lòng ngoằng vãi cứt để tôi tìm cái chức năng chụp 48 megapixel của nó. Sau khi tìm vãi cả cứt ra thì mới thấy ở trong phần setting phải bật lên. Nó là chế độ RAW. Bạn nào mà chơi ảnh các bạn biết nó sẽ có chế độ RAW đúng không? Cái chế độ RAW này theo như mà tôi nghiên cứu là nó đéo phải là cái camera 48 megapixel mà nó sẽ dùng công nghệ chụp một lúc 4 cái ảnh và ghép vào thì nó thành. Nó là 4 cái ảnh 12 megapixel chụp 4 góc sau đấy ghép vào thành một cái ảnh 48 megapixel và tôi chụp xong thì tôi thấy tôi chưa vọc nhiều nhưng mà tôi thấy nó cũng đéo khác gì mấy. Ừ. Thứ hai nữa là cái camera 0.5 này là một cái camera xấu nhất luôn, góc rộng nhất của bên iPhone đúng không? Ngày xưa thì nó rất xấu. Nhưng mà sau khi mà tôi đổi từ 12 lên 14 thì tôi thấy là cái này nó cải thiện rất là nhiều, là nó đẹp hơn nhiều. Tôi có thử chụp một số cảnh cây các thứ trong nhà thì tôi thấy là 13 thì tôi chưa dùng nên tôi đéo biết, nhưng mà về chất lượng thì nó cũng đáng nâng cấp. Thế thôi. Về pin thì chưa dùng thử hết nên là cũng đéo biết, tại mấy hôm nay đang có backup nên là sạc hơi nhiều. Còn về cái màu tím này ấy, thì nếu như mà cầm ấy, trông nó cứ đen xì các bạn ạ. Nó đéo phải là màu tím hẳn, kiểu tím chói lên. Nó sẽ tím kiểu hơi thâm thâm. Nó giống kiểu mùi lỗ đít. À, màu lỗ đít. Ờ, tôi nghĩ hợp lý hơn gọi là màu tím lỗ đít. Màu tím lỗ đít này thì đến lúc ra nắng ấy, thì cái độ nhận diện nó sẽ cao hơn là khi ở trong nhà. Ở trong nhà thì trông nó sẽ giống màu xám, màu đen. Nhưng mà hôm nay khi mà tôi đi ra ngoài có ít việc ấy, thì tôi cầm cái màu tím lỗ đít lên cái là bạn Hiếu tôi nhận ra luôn. Hôm nay tôi vừa mới gặp bạn Hiếu sao. À, tôi cầm lên tôi alo một cái, bạn Hiếu bảo uầy mới mua điện thoại à? Ừ đúng rồi đấy, bạn mới mua màu tím lỗ đít bản 1T xách tay trực tiếp từ bên Thái Lan về. Đấy là nôm na nó là như thế các bạn nhé. Còn đây là cái iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max này thì tôi đã dùng được 2 năm nay rồi và chưa phải bảo hành, cam kết chưa đâm đụng, chưa bơi lội các bạn nhé. Hôm nay khi mà tôi cầm cái điện thoại 14 Pro Max của tôi ra ngoài xe phone để tôi dán màn hình cùng với mua một cái ốp silicone, trị giá bao nhiêu tôi quên cụ nữa rồi. Đây là tôi mua tạm một cái ốp silicone để cho nó đỡ hỏng, với cả là tôi mua một cái miếng dán màn hình cường lực. Ừ, tại vì tính tôi quen mẹ rồi các bạn. Tính tôi dùng điện thoại cẩn thận lắm. Và xong 2 năm liền tôi dùng, chưa lần nào cái Pro Max 12 này nó bị rơi cả các bạn ạ. Chưa rơi một lần nào. Mới tinh từ từng góc bo cho đến màn hình, không xước một tí nào cả. Và hôm nay tôi lại còn đầu tư thêm một cái kính cường lực loại xịn sò con bò nhất ở Cellphone S. Tại vì cái kính cũ của tôi nó bị vỡ. Tôi đéo hiểu tại sao nó bị vỡ luôn. Cay vậy đấy. Tôi hiện tại thì đang backup dữ liệu cho nên là tôi chưa format. Nhưng mà tối nay đêm nay chắc là tôi sẽ format. Và đây xin giới thiệu cả bạn, đây là cái điện thoại mà tối nay tôi sẽ giveaway. 512GB Pacific Blue này, các bạn nhìn hai cái điện thoại màu đéo khác gì nhau cả. Các ông nhìn thấy không? Đấy, màu tím thâm lỗ đít đấy, với cả màu Pacific Blue đấy. Các ông thấy nó khác nhau không? Đéo cái gì khác nhau cả. Trong khi lên video quảng cáo nên cái màu tím trông rất là đẹp. Mình lên nha các bạn nhiều. Thể thức như thế nào thì tí tôi sẽ báo các bạn sau. Còn đây là cái ốp của 12 Pro Max
Tôi mua đéo nhớ là mua ở bên nào, nhưng mà nó là ốp chống thâm. Nếu như mà cái ốp silicone này ấy, cầm nó sẽ đỡ trơn hơn, để ở mặt bàn nó đỡ trơn hơn, nhưng mà bù lại thì một thời gian sau nó sẽ bị thâm các bạn ạ, nó bị ố. Nó bị rồi đi. Còn lại cái này thì nó không bị ấy. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên dây. Tôi tí tôi sẽ lên kho tôi tìm hộp sau. Tối nay tôi sẽ giveaway con này sau các bạn nhé, khi mà anh em mình nói chuyện nhau chán cuối buổi giải trí. Mạnh con nhé các bạn nhiều. Còn bây giờ thì mình cùng nhau review lại chuyến đi Đà Nẵng một tí. Thực ra chuyến đi Đà Nẵng của tôi nói với cả các bạn từ đầu rồi là tôi sẽ không quay, không chụp gì cả. Nhưng mà tôi sẽ không quay làm vlog, nhưng mà tôi sẽ chụp ảnh lại một tí để về anh em mình cùng xem. Nó cũng đéo có gì vui đâu, chỉ là mấy cảnh anh em tôi đi chơi thôi. Cảm ơn đô la nha các bạn nhiều. À, nói Đà Nẵng lại ra thêm vấn đề nữa. Bây giờ từ bây giờ trở đi tôi đéo tin vào cái dự báo thời tiết của iPhone nữa các bạn ạ. Dự báo như cứt vậy. Dự báo ấy, mấy ngày ở Đà Nẵng trời mưa, nhưng mà không, tôi đi nắng vãi cứt. Hôm nay thằng Hiếu nó bay từ trong Sài Gòn ra. Đang ngủ ngon, bạn Hiếu đã gọi rồi. Đỗ ơi, dậy đi. Dậy đi xem mặt bằng Sài Bì Trưởng ơi. Thế là tôi, Hiếu với cả anh Hoàng với cả thằng Piu, bốn anh em bắt đầu đi xem mặt bằng. Xem mặt bằng chán đi. Xong rồi tầm 3:30, 4 giờ bạn Hiếu ơi, bay về Sài Gòn. Thế là tôi định là hôm nay sẽ ngồi edit qua cái clip để đến lúc talk show anh em mình sẽ ngồi nói chuyện. Nhưng mà đèo, đèo edit được gì. À, thêm một cái nữa các bạn ạ. Trên này nó gọi là công nghệ cái đéo gì nhỉ? Cái đéo gì? Israel của nó nhỉ? Dynamic Israel. Cái này là cái ẩn camera các bạn ạ. Đấy, nó là cái này. Đúng không? Tức là có cái thông báo gì hay là các bạn mở khóa cái đéo gì thì nó sẽ hiện lên, nó kết hợp với cái này luôn để nó che cái camera. Nhưng mà đơ mẹ rồi đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà đến lúc ra trời nắng thì ối rồi ôi. Nắng thường thì đéo sao? Nhưng mà nắng to thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn cái camera. Với cả bên này có một cái khung kiểu trông nó. Thực ra đéo để ý thì thôi không sao cả. Nhưng mà những người kiểu kỹ tính như tôi thì thấy nó hơi khó chịu. Không, nó hơi bị bực mình các bạn. Đầu nhỉ. Chuyến đi của tôi bắt đầu từ đợi tí tôi hiện lại donate lên lại nhá. Cảm ơn Trung nhá. Cảm ơn em nhiều. Tháng 12 em ơi. Tháng 12 nhưng mà tháng 12 đi. Tháng 12 giờ tính. Trông kiểu có ghét. Đây là cái ngõ nhà tôi các ông ạ. Tôi cứ hy vọng là tôi đi chơi về một cái là cái ngõ nhà tôi sẽ làm xong để tôi đi ra hãng rồi lấy cái xe về. Tôi đéo nhớ được là bao nhiêu lâu rồi tôi đéo lái xe. Bao nhiêu lâu rồi tôi không nhìn thấy cái xe của tôi. Và bao nhiêu lâu rồi từ khi người ta đào cái ngõ này nát bét lên cho đến thời điểm bây giờ. Vẫn cái biển công trường đang thi công. Vẫn cái đống cát đổ giữa để xe đéo vào được. Và vẫn những cái hàng vữa, hàng bê tông chưa khô. Cú vãi trưởng ạ. Đây là thời điểm tôi đi các bạn. Còn thời điểm tôi về thì nó đéo khác thì thời điểm tôi đi cả. Cay vãi đái. Và vẫn chưa thể nào. Tự nhiên tôi nhìn đấy. Đây người ta có sỏi trắng à. Không biết là mấy viên sỏi trắng này nó có xem sở chim không nhở. Sáng mai ra xem biết đâu lại thấy có thằng chữ ở đây. Mai ra check cả. Đây là thằng Nhu Nhi với cả thằng Tùng Sói nhà tôi. Khi mà chúng nó chuẩn bị đi chơi. Như tôi bảo các bạn rồi, nó là bọn trẻ con. Cho nên là cái lúc mà biết thông tin được đi biển chơi, được đi máy bay, chúng nó háo hức lắm. Chúng nó đếm từng ngày để được đi chơi các bạn ạ. Và đi biển thì lúc nào cũng thế, chúng nó phải được trang bị thật là kỹ, từ mũ chống nắng cho đến kính râm. Bọn này trông oách xà lách cực, khẩu trang các kiểu. Cái máy tôi đang backup cho nên là có mấy cái nó cứ bị đen xì các bạn nhé. Thằng Nhu Nhi nhà tôi thì nó đang bị ốm. Trước cái hôm mà tôi đi chơi ấy, thì vợ chồng tôi có đưa nó đi khám, thì bác sĩ bảo là nó bị sốt virus, nó sẽ không lây cho ai cả. Và chỉ cần mấy ngày nữa là nó khỏi, cho nên là vợ chồng tôi yên tâm cho đi, mang theo cả thuốc hạ sốt. Thỉnh thoảng nó hát xì thì nó sẽ như này các bạn. Cái này thì các bạn trông sẽ hơi ghê, nhưng mà sau này các bạn làm con thì các bạn sau các bạn làm bố thì các bạn, bố mẹ thì các bạn sẽ thấy những cái chuyện này nó là bình thường. Trẻ con thò lò đít xanh mà các bạn.
Còn đây là lúc mà chuẩn bị lên máy bay. Nó thấy máy bay là nó sẽ chỉ đấy. Máy bay màu trắng, máy bay màu đỏ các kiểu. Trông nó cu te vậy. Còn đây là thằng Tùng Sói. Thằng Tùng Sói nó phát hiện ra là thằng Quang có quả vali kiểu cái bánh của nó bon vậy đấy. Cho nên là cái việc di chuyển với nó rất là dễ, không hiểu không? Chỉ cần nhảy lên vali thôi. Được cái chú Quang cũng chiều, nên là cứ lên là chú Quang kéo đi. Được một lần thôi là ngồi suốt. Từ hôm đến cho đến hôm về, lúc nào cũng sẽ ngồi quả vali này. Hơi tiếc một cái là cái điện thoại của tôi về hơi muộn, nên là nếu như là về sớm một tí nữa là mình đã có một cái bộ ảnh chụp thử với cả con iPhone mới rồi. Đây là trời hôm Đà Nẵng. Tôi xem dự báo thời tiết thì các bạn biết rồi đấy. Mẹ dự báo thời tiết trời mưa. Và mẹ cái hôm đầu tiên mà tôi đến thì trời nó như thế này các bạn ạ. Nghĩ luôn trong đầu là ối rồi ôi, mẹ cái chuyến đi này có lẽ là chuyến đi đón mưa. Nhìn quả trời vất chán mẹ luôn mà. Mà cái thời điểm mà tôi vừa đến nhá, đi ra ngoài biển chơi, người ta không cho tắm biển cơ. Tại vì lúc đấy đã lất phất những hạt mưa rơi xuống rồi. Cay thực sự. Đây là phòng khách sạn của nhà tôi. Alo. Alo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 cái đéo gì thế? Trong phòng bất cửa rồi ạ. Ui, quả khách sạn này nó mới làm các bạn ạ. Cái giọng thằng Tùng Sói cứ nhéo nhéo ở đâu ấy nhỉ? Nên là nó đẹp, dã man ấy. Sạch. Lâu chào các bạn, tôi vừa mới đến Đà Nẵng xong. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Và Đà Nẵng chuẩn bị chào đón tôi vào một cơn mưa rông rất là to. Trông trời kìa. Và theo như dự báo thời tiết thì chỉ mưa ngày hôm nay thôi. Hai ngày còn lại thì mưa còn to hơn. Đây là phòng khách sạn của tôi. Tôi sẽ quay qua cho các bạn xem một tí. Đấy. Đấy, cái phòng khách sạn nó chỉ bé bé nhà thôi các bạn. Đủ dùng cho cả nhà. Thằng Nhu Nhi nhà tôi thì nó đang bị sốt. Cái hôm sáng nay đi thì tưởng là nó cắt được sốt rồi. Ai đây? Cả Nhu Nhi đang đi. Cả Nhu Nhi đang làm gì đấy? Nếu hiểu sao đây nó lại có góc. Tôi nghĩ chắc là để đồ. Mà nó đúng là cái góc để thằng Nhu Nhi với thằng Tùng Sói vào chơi luôn các bạn. Mẹ, bọn trẻ con nó cứ có cái hốc nào là sẽ nhảy vào đấy để nó trốn. Ừ, thằng này suốt ngày nhảy vào đây. Không thấy nó đâu, chỉ cần đấy, Nhu Nhi trốn. Trốn ai? Trốn. À, không thấy chúng nó ở đâu, chỉ cần ngó phải góc này thôi là chúng nó đang ngồi trong này rồi các bạn. Trông cay thực sự. Ừ. Trông có ghét đâu. Mặc dù nó đang sốt 38 độ nhưng mà nó vẫn không có dấu hiệu gọi là ngồi im một chỗ các bạn ạ. Đang chuẩn bị cho nó uống hạ sốt. Cái phòng này là một trong những cái phòng có vẻ là to và đẹp. Tôi đéo hiểu sao trong cái danh sách đặt phòng người ta mở ngoặc ở đấy giúp tôi. Chắc là người ta biết tôi sao, người ta mở ngoặc đấy giúp tôi là phòng của anh Độ to đẹp nhất. Nhưng mà đến khi mà tôi sang trải nghiệm các phòng khác thì phòng đéo nào trông cũng rất giống nhau. Ở cái tầng này. Lần này bọn tôi ở khách sạn tên là Sila Monogram. Xin chào anh Phùng Thanh Độ. Chào mừng anh đã đến với khu nghỉ dưỡng Sila Monogram Quảng Nam Đà Nẵng. Chỗ này là thuộc Quảng Nam không ạ? Thằng này nó đau đầu dã man. Ui, nó được quả view trông thích vãi cứt ạ. Hôm đéo là đi chơi về hay là rảnh rảnh tôi toàn ngồi cái đấy, chỗ này tôi ngắm biển. Trông phê lòi. Đấy, nhìn này, view nó sẽ như này các bạn ạ. Wow. Mà mẹ ngồi đây kiểu thời gian nó trôi nhanh vậy đấy. Ngồi một tí thôi hết mẹ ngày rồi. Ở trong thưa mưa gần này. Ở đâu? Ở đây. Ở đây là đâu? Ở đây. Đấy, nghe. Nghe giọng Tùng Sói đâu nhỉ? À, Tùng Sói đây này. Hello Tùng Sói. Nhà tôi nhà tôi con bác con chú nhà tôi là cũng làm ở bên Missy Food. Có người thì làm check đơn, người thì gọi điện khách hàng, người thì làm hỗ trợ các kiểu. Cho nên là chuyến đi này có thêm cả bọn trẻ con. Đây toàn là bọn là cháu tôi cả. À, thằng Tùng Sói với cả thằng Nhu Nhi cũng có người chơi luôn. Người chơi cùng luôn. Ok. Còn bây giờ thì đúng ra là tôi định đi ra biển chơi một tí.
Nhưng mà với cái tình hình thời tiết nha thì có lẽ là tôi nên đánh một giấc. Buồn ngủ lắm rồi. Nào Nhung Nhi ơi. Nhưng mà tôi còn sang bên kia ra. Ở đây. Mỗi cái phòng nó chỉ cách nhau một cái ban công nhà thôi. Các bạn ngó sang cái là thấy. Nhưng mà cả cái dãy tầng 8 này toàn là người nhà tôi cả. Ừ, vui vẻ cứt. Nào. Bên kia nó bảo nó ngủ ở bên kia. Ngủ bên nào? Ngủ ở bên phòng Bắc Hà. Anh sang mà xem. Tại sao bên kia là anh biết ngay tại sao nó muốn ngủ ở bên kia. Tại sao? Nó ở trong này anh. Ở trong này. Đây, thằng Tùng Sói đây. Nó ngay bên cạnh phòng này. Thằng này nó đi ngủ lang các bạn ạ. Ừ, cứ mỗi tối nó lại ngủ phòng. Được cái là tại vì đi toàn anh em trong công ty cả với cả toàn người nhà cả, nên là vợ chồng tôi cũng đỡ hơn nhiều. Bà nội cũng đi cùng, mẹ Lý tôi cũng đi cùng. Từ đầu tính là để mẹ Lý giúp trông, nhưng mà về sau chả cần. Mỗi người bế một tí, mỗi người trông một tí thế là được. Biết thấy quay cho các bạn một cái vlog. Ừ. Hơi tiếc. Đâu? Đây. Tại sao nó lại muốn ở bên này? Đâu? Đây này. Không chịu về luôn à? Đấy, nó có cái hầm. Đã có hầm ở đây rồi. Đây ạ, ông này cũng chuẩn bị chui vào hầm này. Thế hôm nay bọn con sẽ ngủ trong hầm à? Đúng rồi. Thế con không về nữa à? Có. Rất đau đầu. Về đâu? Về phòng mình. Con thì ngủ đây. Ngủ đây à? Sao? Toàn luôn. Đấy, thằng Nhu Nhi chui được rồi. Nhu Nhi ngủ đây nhá, ok không? Hello. Và phòng này được cái hay nữa là phòng tắm với cả phòng vệ sinh nó riêng các ông ạ. Cho nên là tôi có thể ngồi ỉa và vợ tôi có thể tắm. Đấy, sau đấy thì tôi lại sang tắm và vợ tôi có thể ngồi ỉa. Ờ, nó cũng hợp lý vậy cứt. Tuy nhiên lúc đầu vào thì tôi hơi buồn một tí tại vì nó đéo có vòi xịt đít các ông ạ. Vòi xịt đít là một trong những cái mà kiểu nó đéo thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Vừa vào nhà vệ sinh đi ỉa đéo thấy cái vòi xịt đít đâu là thấy buồn vậy đái rồi, nhưng mà không. Loài người giờ tiên tiến vậy cứt các ông ạ, có một quả nút đâu nhỉ? Có một cái quả bảng điều khiển ở đây. Ok, cái này mỗi lần lại phải connect lại như này á. À, như thế nhỉ? Từ, tôi nhớ là có một cái điều khiển ở đâu ấy nhỉ? Tôi có chụp ảnh cái điều khiển đấy ở đâu ấy nhỉ? Đéo biết vứt mẹ đi đâu rồi. Đấy, sau khi mà nhận phòng khách sạn xong thì nhìn quả view này. Eo ơi, hưởng vậy đấy. Vợ chồng tôi làm con ảnh làm con ảnh check in. Đây là cái thư của phòng. Chào anh Phùng Thanh Độ, Sờ Chim Mơ Độ Missy và gia đình. Ở trên này thì người ta bày sẵn mấy cái đĩa bát đũa với cả là có cái hoa quả, nhưng mà nhà tôi không dùng. Ừ, sau đấy thì tôi có ra biển chơi, nhưng mà tại vì trời nó bị mưa ấy, cho nên là đéo chơi bời được cái gì cả. Đây là tôi sang phòng thằng Quang để tôi lấy cái ống kính khác. Tôi vừa phải sang phòng thằng Quang để tôi mượn cái ống 14. Cái ống lúc nãy các bạn xem thì nó hơi bị hẹp nên là tôi không quay phòng được. 14 1.8 GM. À, tôi cũng test thử luôn thì tôi thấy là cái ống 14 này có vẻ là hợp để đi làm vlog hơn là cái ống 20. 14 1.8 GM. Mỗi tội là 1.8 đó, con này 1.4. Mỗi tội là con này hơi nặng, nặng hơn con 20 tôi nhiều. Đây là view của đằng trước của khách sạn. Đấy, cái phòng nó sẽ như này các bạn. Tổng quan là nó sẽ như này. Đấy. Đây là con creeper của Tùng Sói. À, mẹ nó mua cho nó con creeper này, hôm nào nó ôm đi ngủ, đi chơi lúc nào nó cũng cầm theo. Đây là cái nhà vệ sinh, đây, có quả điều khiển này. Các bạn thấy cái điều khiển trắng trắng ở đấy không? Trên đấy nó có mấy cái nút. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công nghệ xịt đít tự động, đúng không? Nhưng mà tôi đéo hiểu kiểu gì cái xịt đít này nó có cái dấu cộng ở đấy, có nghĩa là khi mà các bạn ỉa xong rồi, các bạn bấm là sẽ có một cái vòi tự động nó bắn ở dưới đít lên. Ngày xưa tôi được dùng ở nước ngoài một lần rồi. Tôi dùng ở khách sạn đéo nào Việt Nam mà tôi cũng đéo nhớ. Nhưng mà thường thường là bấm phát là nó sẽ xịt luôn. Nhưng mà cái này bấm xong nó sẽ chạy giò. Nó chạy được đâu đấy khoảng 10 giây đéo thấy nó bắn. Thì mình cứ bấm cộng xem nhà. Ui dồi ôi, mẹ nó bắn lên rát con mẹ hết đít luôn các bạn ạ. Khó chịu vậy cứ. Mà nó đéo phải là bắn nước lạnh, nó lại còn bắn nước ấm.
nhưng mà nó đéo hiểu thế nào gọi là ấm, hiểu không? Ví dụ như là trời đông, mùa đông thì ấm ấm một tí thì đéo sao, nhưng mà trời mùa hè nó bắn quả nước đéo khác cái nước nóng cả, thì bỏng đít vãi cứt ạ. Với cả nhá, mình bình thường mình dùng cái vòi xịt đít thì mình cần trô được là chỗ nào mình bắn vào chỗ nào, đúng không? Bắn phát là chuẩn, bắn phát là chuẩn. Cái này bắn xong rồi cứ phải kiểu cắt cắt căn thế đéo ra cho nó, cho nó trúng thì khó chịu vãi đái luôn. Nói chung là tôi đéo thích, trông thì nó có vẻ hiện đại, trông thì nó có vẻ đỉnh cao đấy. Cảm ơn Hoàng Nam với các bạn nhiều, nhưng mà tôi vẫn thích dùng vòi để tôi bắn hơn, nó hay hơn. Đéo vui tí nào. Đây là phòng tắm. Ừ, nhà nó đéo có gì cả. Sau đấy thì nhà tôi xuống biển chơi thử một tí. Đây là bên dưới của cái resort. Bên dưới này thì sẽ có phòng ăn với cả là bể bơi. Nếu như là những cái resort kiểu này mà mình đi vào những cái ngày trời nắng to ấy, tôi nghĩ nó sẽ rất là đẹp. Ừ, nhưng mà nó đéo nắng một tí nào các bạn ạ. À, ở ngoài này nó có cái bãi cỏ này, thích vãi đái thế. Nhưng mà bãi cỏ người ta đéo cho đá bóng không ạ? Bãi cỏ này chỉ được ra đi chân đất chơi thôi. Cái bãi này mà cho đá bóng thì ối rồi ôi. Đây là bãi biển. À, ở mấy cái ở cái khách sạn kiểu này thì được cái là bãi biển nó riêng các bạn. Cho nên là cho nên là mình sẽ không lo về cái vấn đề là kiểu nó bị đông quá, nó bị ngột ngạt quá. Đây là mấy thằng nhân viên nhà tôi, chúng nó vừa mới đến check in một cái đã xuống biển tắm rồi. Chúng nó bảo đéo lạnh đâu, nhưng mà trông mẹ thằng nào thằng ấy trông như con gà dù ấy. Đây, đéo lạnh đâu. Ấm, ừ, ấm. Mẹ ấm trông khổ vậy đấy. Đây là biển đấy các bạn, nhưng mà trời hơi xấu một tí. Tôi đi biển mấy lần rồi thì tôi thấy là thực ra nước biển thì lúc đéo nào nó cũng trong nhá. Nhưng mà để mà cái biển nó đẹp ấy thì trời nó phải xanh lè và đéo có một tí mây nào cơ. Hình như là nó do là cái mặt biển nó phản chiếu lại cái bầu trời sao. Ui, ở ngoài này có quả bể bơi vô cực. À vô cực, các bạn nhìn thấy cái đoạn xanh xanh này không? Chỗ đấy view cũng đẹp. Sau đấy thì thằng Tùng Sói với cả thằng Nhu Nhi nó đi bơi. Còn tôi thì lười quá nên là tôi không bơi. À không, thằng Nhu Nhi không được bơi, chỉ có mỗi thằng Tùng Sói được bơi thôi. Đây là bể bơi bọn trẻ con các bạn ạ. Mấy thằng bắt con nhà tôi nó thích bơi dã man ấy. Đi đéo đâu cũng hỏi có được bơi hay không. Thằng Nhu Nhi thì ngồi trên bờ trông tội vậy. Đây, Nhu Nhi đây. Đi lại đây. Nào. Đúng ghét. Tối bơi nhá. Anh ơi. Được. Tối bơi nhá, ok không? Con nghe này, con cua. Con cua ở đâu? Đâu. Đâu con cua đâu? Thôi không xe con cua nữa. Thôi thôi đi nhanh. Nghĩa là sao nhìn thấy con cua trong bụi rậm ạ? Đấy, xong rồi nhà tôi cho nó đi cho nó lên đi tắm. Xong rồi bọn tôi đi ăn tối. Ăn tối thì tối đầu tiên bọn tôi ăn tối ở cái nhà hàng đéo gì. Ui, ở trước cửa nhà hàng có con cá to vãi cứt công ạ. Mà nếu như tôi không nhầm thì con cá này đợt đi Hạ Long bọn tôi thấy người ta nuôi ở trong lồng thì phải. Đúng con cá này luôn không? Đây là Kiên, một trong những nhân viên đời đầu của công ty tôi. Ừ, Kiên với cả con cá trông đéo khác thì nhau cả. Môi dày như nhau, ừ, mắt trố như nhau. Nhưng mà con cá to thật. Con này chắc loanh quanh phải 40-50 cân. To thực sự luôn ấy. Đây, tôi cũng check in với cả con cá một cái. Thực ra nó có một đôi các bạn ạ. Đây, con cá đây các bạn. To đéo chịu được ạ. Đéo biết nó gọi là cá gì. Ừ, đéo biết nó gọi là cá gì. Nhưng mà trông nó có vẻ là ngon. Cái quán mà bọn tôi ăn này thì nó có setup sẵn karaoke luôn, cho nên là sau khi ăn xong thì bọn tôi cũng ngồi hát hò một tí, đó. Chơi bời một tí. Tiếng nó đang hơi bị giật. Đây là buổi tối ở chỗ bọn tôi ở. Buổi tối thì tối đầu tiên mọi người đến thì tầm chiều đến, xong rồi đi tắm, xong rồi đi ăn xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Không có chương trình gì cả. Đây, đây là tôi với cả thằng Quang với cả Tùng Sói đang ngồi ngắm trăng các bạn ạ. Buổi tối ra đây ngồi hiu hiu, gió gió, xong là anh em ngồi nghe nhạc chiêu chiêu, ngắm trăng vui vãi.
À, ngày hôm đầu tiên thì tôi ngủ quên mẹ mất. Thì tôi định ra biển luôn, nhưng mà đúng ra nếu như mà hôm đầu tôi ra biển luôn thì nó sẽ đẹp, tại hôm đấy nhiều mây. Nhiều mây mặt trời lên nó đỏ ửng hết cả cái trời lên thì nó sẽ đẹp hơn. Còn hôm thứ hai tôi ra thì đéo có mây. Đây là buổi sáng ngủ dậy. Cái việc khó nhất với cả vợ chồng tôi buổi sáng là gọi hai thằng giặc rời để nó dậy. Có hôm thì nó đói quá nó sẽ tự dậy, nó sẽ gọi bố mẹ dậy. Còn có hôm mà chúng nó không chịu dậy thì khổ dã man ạ. Đây là lúc chúng nó dậy rồi, xong rồi đi xuống ăn sáng. Đây là ăn sáng, và giới thiệu cả các bạn đằng sau là ba thằng nhân viên ở trong Sài Gòn với thằng Hoàng Anh. Sẽ đéo có gì đáng nói nếu như hôm đéo nào nhà tôi xuống ăn sáng cũng thấy bốn thằng này đã ngồi ở đây rồi và ngồi đúng cái bàn này. Chúng nó dậy rất sớm, từ đâu đấy 6 giờ 6 rưỡi chúng nó đi ra ngắm biển. Xong chúng nó sẽ vào ngồi ăn sáng từ 7 giờ ăn đến khoảng 8 rưỡi. Chúng nó đéo phải ăn một tăng mà chúng nó ăn khoảng 3 tăng. Đã thấy nó ngồi đây rồi, ăn chán chê mê mỏi rồi, lại thấy chúng nó ra bê mỗi thằng bát phở, bê mỗi thằng một đĩa thức ăn, chúng nó lại ăn. Ăn xong ngồi xỉa răng, bảo chúng mày chưa về à? Chưa, bọn em ngồi xỉa răng để bọn em ăn tiếp. Ngày đéo nào cũng ăn 3 tăng các bạn ạ. À ừ đấy, đúng, chị Loan đấy, đúng chị Loan luôn đấy các bạn. Đây là tôi với cả thằng Nhu Nhi. Ừ, thằng Nhu Nhi là tôi thì nó rất thích ăn dưa hấu, cực kỳ nghiện ăn dưa hấu. 9 giờ thì bọn tôi mới tập trung để đi chơi cơ, cho nên là ăn xong còn nhiều thời gian đã màn. Thế bố con tôi ngồi đấy không nắng à? Bố con lên tôi lên trên tầng để ngồi ngắm biển các bạn ạ. Nhưng mà tôi đéo hiểu sao thằng Tùng chọn cái chỗ nắng vậy đấy. Bây giờ tầm này là 8 giờ sáng. 8 giờ sáng là nắng bỏng da mẹ rồi. Ấm thì tí đen xì giờ. Con thì nóng luôn. Hai thằng con tôi mặc dù da tôi rất là đen nhá, nhưng mà trộm vía tôi đẻ được hai thằng con trắng vậy cứt đấy. Nhưng mà nó chỉ trắng ở những cái mùa bình thường thôi. Sau đợt đi biển này thằng nào thằng ấy đen xì. Tùng sợ đéo chịu được. Đây là thằng Nhu Nhi. Ừ, thằng Nhu Nhi nó cứ trêu thằng Tùng sói đít thối ấy, buồn cười vậy. Con trêu lại em là được. Nào Nhu Nhi không trêu anh nữa, đi vào với mẹ nhá, lên. Đi. Đừng thích chỗ. Thằng Tùng nhà tôi tính nó cam chịu cực nhá. Ừ, tôi cũng không hiểu. Nó rất là thương em. Mà thằng em nó mà đánh thằng Tùng ấy thì không bao giờ nó đánh lại cả. Tôi còn dạy cho nó cả đánh lại em nhưng mà nó không đánh. Ừ, cứ đánh cái là bắt đầu e e ra. Bố ơi, em Tùng đánh con, anh Tùng đánh con. À em cào đánh con thế mà. Ừ, không thấy dấu hiệu bật lại. Thế mới cay. Sau đấy thì nhà tôi đi VinWonder. Ngày xưa tôi cứ nghĩ là cái VinWonder này tôi chưa đi. Cái đéo nào năm 2019 tôi đi với cả mẹ tôi một lần rồi. Lúc đi lại thì tôi mới nhớ. Đéo này có cái đéo gì? Ui, có quả trò chơi cảm giác mạnh. Vãi cả cứt. Với cả có vườn thú. Ôi, bọn trẻ con nhà tôi thích đi vườn thú vậy. Đây là vườn thú các bạn. Đây là con... Con đéo gì sừng kiếm nhỉ? Tôi quên mẹ rồi. Béo vãi các bạn ạ. Đâu? Đây này. Đây. Con nào con đấy béo mà sừng nó dài vãi cứt ấy. Đây này, con này cũng đẹp này. Bên kia là sừng kiếm, bên này là sừng mạc nhé. Sừng mạc với cả sừng kiếm các bạn ạ. Ngoài môi trường tự nhiên cả con này là tuyệt chủng hoàn toàn. Con này không có đi nhìn luôn, con phải nhìn con được. Con này thấy bạn ấy bảo là tuyệt chủng rồi. Đấy, còn đây là con con ngựa vằn. To lớn nhất trong gia đình nhà Lê Dương. À, khi mà trưởng thành thì cả con này có thể có cân nặng lên tới 900 kg. Ui, mẹ mà con này trưởng thành nặng 900 cân cơ ạ. Trông quay lên như này thôi. Đây nhá, con ngựa vằn nó đã to lắm rồi. Mà con trâu này nó lại còn to gần gấp đôi con ngựa vằn. Thì cơ tưởng tượng là nó khổng lồ như thế nào. Trông thích thực sự ạ. Mấy con ngựa này đít mẩy vãi đái. Thế này, nhìn đít con ngựa này. Ui, tròn quá. Con ngựa đít mẩy vãi. Lần này có một bộ lông màu trắng đen, nên da màu đen. Bọn trẻ con kiểu lần đầu tiên được nhìn thấy mấy con này các bạn. Ui, chúng nó trầm trồ vãi cứt. Đến mình còn thích nữa là. Tại vì hồi bé tôi thích xem chương trình Thế giới động vật vãi đái ấy. Xong rồi mình được xem mấy con này ngoài đời, xem đi xem lại đéo thích chán bao giờ cả. Ủa.
con này là con nai thì phải. Bên kia là con nai à? Nhưng mà mấy con nai này trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng. Ừ, các bạn nhìn xem. So với đít của con ngựa vằn lúc nãy thì rõ ràng là mẹ nó mẩy hơn rất nhiều so với mấy con này. Có con trông gầy dơ xương mẹ luôn. Như tùng sói vậy. Đây là một cá thể cái con này là con thiên nga thì phải. Ừ, nhưng mà thằng Tùng nhà tôi cứ gọi là con vịt. Ừ, trông đéo khác thì con vịt cả. Ơ không, hình như mấy con dưới này là con vịt thế sao, còn kia là con thiên nga. Còn xa xa đằng kia là một con lạc đà. Còn xa xa bên phải là mấy con đà điểu. Nai nghiện à? À con nai đến nghiện à? Tại vì qua mạng nó hơi giật tí, các bạn thông cảm nhé. Giang sen. Con này là con cò sao? Giang sen, cái à con giang sen. Tôi đéo biết tại sao gọi là giang sen. Đây là con hươu cao cổ. Ui, thằng Nhu Nhi nhà tôi thích con hươu cao cổ vãi. Suốt ngày nó xem hoạt hình về hươu cao cổ. Thế là lần này nó được. Tí nữa nó còn được cho hươu cao cổ ăn cơ các bạn ạ. Ui, trông cao vãi cứt. Đây là tôi nhìn từ xa nhá. Tôi đéo nghĩ là nó to như thế. Tí nữa được vào gần thế nó to vãi cứt ý. Đây là con hà mã. Phải chúng ta đây là một loài động vật rất là đặc biệt và rất là quý hiếm. Đây là các bạn tê giác trắng, hay còn gọi là tê giác trắng vô vô. Ui, to vãi chưởng. Con này chơi con ăn exo suốt ngày đi lấy da nó thề. Nhưng mà to thật, to vãi cứt. Đây, con hươu cao cổ đây. À, hươu cao cổ này. Mà mấy con hươu cao cổ này nó hơi chảnh các bạn ạ. Từ đầu nó cho nó ăn nó đéo chịu ăn đâu. Nhìn thằng Nhu Nhi nhà tôi này. Nó có con mèo trông cute vậy. Con mèo đi. Đâu rồi, xem con mèo nào. Mèo ơi, con mèo cute thế. Tôi còn tưởng là con mèo thật cơ. Con mèo này là của nhà bạn tôi. Ừ, cho mượn. Mà bấm vào nó lại còn kêu meo meo cơ. Cho bố con mèo này nhá. Cho bố nhá. Ok. Đâu nha, con hiêu qua cổ đâu nha. Đây, con hiêu qua cổ đây. Con chưa có mú à? Không cần mũ đâu con ơi. Tao nhảy vào cho nó ăn để mày quay. Đây là thằng Nunu Soup. Mày ăn trông nó có khó chịu. Bên cạnh là người yêu thằng Nunu Soup. Hai vợ chồng này rất hay đi ăn sáng cùng giờ với nhau. Cái vlog đánh nhau ở đây. Đâu, đang mua đồ đây này. Đấy. Ui, cao vãi. Trông như này thôi nó cao vãi cất công ạ. To đéo chịu được. Đâu nhỉ? Này nhá, từ đầu nó đéo chịu vào đâu. Tại vì tôi nghĩ là, tức là công tưởng tượng là nó sẽ có từng đoàn. Mỗi đoàn khoảng 20 người đi một cái thuyền. Sau ấy đi đúng một vòng quanh cái sông này để ngắm thú. Và sẽ có một số điểm rừng để cho mấy con thú để ăn. Cho voi ăn, cho hươu cao cổ ăn. Thì mình nghĩ là từ sáng đến bây giờ mẹ mới bao nhiêu đoàn đi qua, chắc chúng nó ăn no mẹ rồi gọi đéo thêm vào. Đấy, đấy. Ấy, nó cứ lang thang kiểu. Nói chung mấy con hươu này chắc là tôi nghĩ là hàng ngày có người vào xem nên cũng hơi mắc bệnh ngôi sao một tí. Ai ai. Ủa con này trông vâm vãi cứt thế. Thích không? Như thích không? Thích kìa. Nó chê đéo đâu mẹ ơi. Nó chảnh đấy các bạn ạ. Xìu xuống rửa tay con. Có cái quay rửa tay biểu hiện. Trông thích vãi thề. Về nhà cho thằng Nhu Nhi xem clip kiểu cười tiếp mắt hiểu không? Lần đầu tiên được thấy hươu cao cổ lại còn cho hươu cao cổ ăn. À, cái mi. Các bạn nhìn này. Đây clip đéo nhìn được nhở. Ui, con này mascara đẹp vãi cứt công ạ. Mi nó như làm ấy. Vợ tôi cứ mỗi lần đi chơi du lịch là sẽ phải nằm khoảng 2 tiếng để có người ta làm mi giả cho. Mà đến xem quả mi của con hươu qua cổ này ghen tị vãi cứt. Bỏ à? Không, không cần đâu. Đẹp thực sự. Bỏ bỏ là mình ăn luôn này. To thực sự ạ. To vãi trưởng. Mỗi hai chú rồi nhỉ, hươu qua cổ này à? Đấy, xem hươu qua cổ xong rồi bọn tôi lại tàu lượn. Bọn tôi đi sang xem voi không ạ? À? Mẹ con voi to vãi đái. Đâu nhỉ, voi đâu nhỉ? Ôi! Voi đây.
Voi các ông biết bao nhiêu tuổi không? Một con 40 mấy tuổi, một con 50 tuổi. Rồi, bác voi. Ui, nhìn mía của voi mình lại thích mua về mình gặm. Ờ, đây người ta bán các ông ạ. Mẹ toàn đồ trông ngon vậy. Các ông thích ăn cà rốt sống. Ui, cà rốt sống ăn ngon vậy cứt. Mà lại còn nhiều chất. Đi qua Hươu Qua Cổ thì mua cà rốt. Là tôi lại thích ăn mía. Tôi mẹ Lý thích ăn mía vậy. Mẹ qua đây voi, người ta lại bán mía cho voi ăn. Ngon thế. Trông thèm dã man à. Tắm voi hoa sen kìa hiện tại chưa. Ui. Đấy. Lu ơi. Lu đâu rồi? Mẹ mà cậu nhanh lên voi tắm xong bây giờ. Không tắm lâu lắm anh yên tâm. Nhìn con voi kìa. Voi có hoa sen tắm luôn các bạn ạ. Đỉnh cực. Bàn kia là bàn tên Lết 50 tuổi à. Bàn bên này là 44 tuổi đây này. Ui, bạn này 50 tuổi này. Bạn này 44 tuổi này. Đấy bà tùng sói cho voi ăn kìa. Đấy mía này các bạn. Trông thèm vãi thề. Voi cho em một cái. Voi ngắn quá với thằng ơi. Voi cho em một cái. Tùng ơi cho em cho ăn với. Em phải bế gần đây. Đây đây em bế cho. Ui ôi. Ui. Kiếp. Voi to thực sự. To thực sự luôn ấy. À hình như là anh hướng dẫn anh ấy bảo là voi này voi cái nên không có ngà hay sao ấy. Ui bác voi ăn tham thế. Đấy à, nó sẽ có một số điểm rừng rừng như thế. Xong rồi cho voi ăn xong rồi mình lại đi tiếp. Đi tiếp thì có một số chỗ có khỉ. Hoa quả sơn. Ờ đấy hoa quả sơn đấy. Đấy mấy con khỉ ấy các bạn ạ. Sao có con khỉ bé tí luôn ạ? À? Là con nào nhỉ? Mấy con này thì nó ác vậy cứt ạ. À. Có thuyền đến mà nó hú lên như còi báo động hay không? Wiu 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 wiu. Các bạn khỉ đâu chó. Có một bạn con non. À khỉ đâu chó đúng rồi. Bạn ở phía trong kìa. Bạn ở phía trong đang ôm con non của mình trong bụng kìa. Và có một số bạn. Rồi bây giờ chúng màu vàng đúng không ạ? Con này hình như là một con vượn hay sao? Đấy này, trông đẹp dã man ạ. Trông buồn cười đấy. Có thì... cái đôi tay rất là dài, chắc khỏe để tiếp cũng như là để cứu gọi bạn. Thằng này thì thôi. Chố mắt ra các bạn. Thăm chú. À đây đây, con này. Con khỉ đã bé vãi các bạn ạ. Xin chỉ bé bằng ngón tay của chúng ta thôi. Mà dân nguy phạm tiếng mỗi ngày để ăn những khi trưởng thành chỉ có 400 gram, tức là có 400 gram. Con này thấy anh hướng dẫn bảo là lúc đẻ ra mẹ con bé bé vẫn đúng ngón tay này ạ. Phải cả cứt khỉ. Khỉ bé đéo chịu được. Mấy con này đẹp này. Đẹp nhờ. Ô đẹp không? Ô đẹp không? Mẹ Lý đấy. Không cần phải mua thức ăn luôn ạ, mình chỉ cần đi vào bằng tay không thôi ha. Đi vào bằng tay không thôi đi. Đây như là hổ, ừ, đây là hổ vàng các bạn ạ. Và cho hổ ăn luôn. Đây. Loài này thì dành phải thời gian bằng ngày để nghỉ ngơi ha. Và bằng buổi chiều ta hoặc bằng đêm các bạn em đi kiếm ăn. Nhưng trong môi trường bảo tồn bạn này sẽ tiết kiệm năng lượng để ban đêm các bạn đi ngủ tiếp đấy ạ. Con gấu này. Ô, con gấu này béo vãi không ạ. Trông múp mít mẹ luôn ấy. Thực sự là đại gia khu vực này này. Tại vì sao? Tại vì cặp con này có villa view sông này. Có ngựa. Có hai con. Một con đầu kia, một con đầu. Ôi. Ủa con hổ trắng này đẹp vãi cứt công ạ. Trông ưng thực sự. Đỉnh thực sự luôn. À, trông ngầu đét mẹ luôn ấy. Ngoài môi trường tự nhiên cặp con này không còn tồn tại nữa. Tại vì màu sắc của sắc sợ của mình rất khó ngụy trang để đi săn mồi. Hai cái lưng săn mồi chỉ duy nhất một lưng thành công thôi. Chúng ta có thể gọi là hồng nhan bạc phần ha. Và trong cái... xong rồi đi qua lồng mấy con sư tử. Thế mấy con sư tử chán vãi. Khách đến chơi thì đéo lên. Mẹ chụp ảnh sống ảo đi. Mẹ cứ nằm ngủ cay thực sự. Đấy, chúng nó chỉ nằm ngủ. À đây có con này thức. Có con này ngủ gật không ạ? Bạn này đang sống theo chế độ đá thế đa và trong gia đình nhà sư tử có nhiệm vụ được phân chia rất là rõ ràng. Công chiến nhỉ? Ui, công thích xem phim Vua Sư Tử không? Thế Vua Sư Tử là một trong những cái phim hoạt hình mà tôi xem lại nhiều lần vài đấy. Nhưng mà chỉ thích xem bản hoạt hình ngày xưa thôi. Sau có bản làm lại. Rất là quan trọng trong gia đình. Em thấy cái đéo nào? Con này là con nai. Ừ, hết mẹ rồi. Ngôi nhà của bạn kangaroo cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến tham quan chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều các chú anh chị và các con nhỏ đã lắng nghe. Chúc gia đình chúng ta một buổi đi chơi thật là tuyệt vời tại Big Brother. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.
Không biết sau khi đi cái sông này xong rồi sẽ làm gì không? Bên này có cái biển lối ra. Không biết ra đâu không? Ra cửa hàng lưu niệm. Mà đéo hiểu sao trong toàn đồ chơi. Thế là tôi lại đau đầu vãi chưởng cả các con tôi. Ừ, chúng có đòi mua cho bằng được. Nẫu ruột thực sự. Đây. Thích con hổ á? Đây kia có con báo kìa, con báo nhỏ nhỏ kìa. Trời ơi, trông quả búp bê nàng tiên cá này. Nó đẹp. Con báo. Thôi đi rồi. Yêu ơi, nó thích con hổ. Nhưng mà con mặc sao? Con có thích không? Đâu, con thích con nào? Thích con này á? Bố, con chọn cái này. Cái đấy nhà mình có rồi con ạ. Nhà mình không có. Có, nhà mình ở dưới tầng 5 có rồi. Nhà mình chỉ có. Con thích chơi con. Trông quả là tiết cá trông chán vậy thì trông. Thôi không mua nữa. Chúng đéo muốn mua một tí nào ấy. Cắt đi. Tí nữa về mình đi qua cửa hàng đồ chơi mình sẽ mua sau. Ở đây mình còn đi chơi tiếp mà. Tại vì mới bắt đầu đến chỗ này thôi nên là tôi muốn là đến khi về rồi mua sau. Cái thằng Tùng này nhá, nó mà đi chơi nó đã thích cái gì á, trông mặt nó thương vãi cứt công ạ. Nó phải mua bằng được. Tí nữa tôi sẽ cho các ông xem hậu quả của việc đòi mua. Nào mình sẽ đi mua sau con, bây giờ mình đi chơi đã. Xong rồi chiều về bố với con quay lại đây mua. Không mua. Còn cái thằng này thì chỉ đâu cũng thích. Cứ có ô tô, máy xúc, xe ben, xe trộn bê tông, xe đổ rác là thằng này ưu tiên số 1. Mua. Rất nấu ruột. Tiền rồi. Nào đi, mình sẽ mua sau. Nên lên Giang ơi, dắt nó đi anh ơi. Đi ở đâu? Sau khi mà xem xong thì mà tôi sang xem vẹt. Đẹp vãi. Đẹp chưa? Nhìn con vẹt này, đẹp không? Trông đỉnh vãi. Uầy, nó biết ăn hứng dương nha các bạn. Nó tự bóc mẹ nhằn như ăn Tết luôn thề. Bố mày sợ mày quá cơ. Mỗi tội là thỉnh thoảng nó hét phát mẹ giật mình vãi cứt luôn. Em vẹt xong rồi bọn tôi đi chơi trò chơi. Uầy, chơi xe đụ các bạn ạ. Chơi xe đụ vui vãi. Không có tin là từ bé đến giờ lần đầu tiên tôi được đi chơi cái trò xe điện đụ này không? Ủa chơi vui vãi chưởng. Mà đi hơi chậm. Ôi. Mẹ thôi. Ôi, mẹ siêu này thôi. Chưa. Xong rồi đi chơi trò cảm giác mạnh. Không, xong rồi bọn tôi đi ăn trưa chứ. Ừ. Đi ăn trưa xong bọn tôi mới đi chơi trò cảm giác mạnh thì phải. Lúc ăn trưa tôi gặp đồng chí anh Tú các bạn ạ. Ấy hiểu sao cơ duyên nào lại gặp nhau ở Đà Nẵng. Đồng chí anh Tú đưa gia đình đi nghỉ. Thế là anh em tôi chụp chung cái ảnh. Lâu lắm mà không gặp nhau. Từ lúc ra chương trình xong bọn tôi có một lần đi về Bắc Giang để thăm anh em đơn vị cũ. Xong có ngồi nhậu với nhau một bữa. Từ đợt đấy cho đến tận bây giờ là cách nhau đâu đấy khoảng bao lâu rồi nhỉ? Từ ấy là chớm dịch Covid à. Ừ, lâu vãi chưởng rồi. Lâu lắm không gặp nhau. Anh em đứng nói chuyện một tí. Xong rồi tàu lượn. Xong rồi bọn tôi đi ra chơi quả trò chơi này không ạ. Dù lượn siêu tốc. Uầy, tôi đang có mặt ở khu gọi là tàu lượn siêu tốc các bạn ạ. Tại vì tôi không định làm video, tại tôi quay lên để ấy thôi. Nhưng mà về tôi thấy hay, tôi chiếu các bạn xem. Thỉnh thoảng bên ngoài đời tôi vẫn nói bậy một hai câu, các bạn thông cảm nhá. Khủng vãi cứt ạ. Và bây giờ tôi sẽ vào xem mọi người trải nghiệm nhá. Hả? Không. Anh chơi giống mà. Anh phải trải nghiệm chứ. Anh lên trải nghiệm đi. Tí anh. Sao đâu không? Có mấy sao? Ta lượt sau đi, chúng ta đi trước đây. Một lượt thôi, ở đây không phải đi. Bọn này nó cứ dụ tôi đi. Chơi ấy. Ok. Đi. Không, tao ngồi ghế sau thì người đó ngồi ghế trước. Có ra không chơi à? Bỏ dép ra được không ạ? Cái này trò này bình thường nhá. Các ông biết cái đu cột 85m không? Hình như là cái cột cao nhất ở Việt Nam hay sao? Mẹ áo chúng nó còn rủ tôi chơi trò đấy. Tí nữa tôi cho các ông xem clip chúng có chơi buồn cười vậy cứ trông sợ đéo chứ. Đây, đây là bị vợ tôi dụ các bạn ạ. Không. Cái này thì bình thường người ta không cho quay.
Nhưng mà tôi có xin bạn ấy là tôi sẽ cầm rất là sát và yên tâm hứa với bạn ấy là không rơi. Nhưng mà đúng là không rơi thật. Mẹ ảm sợ đéo chịu được không ạ. Lấy mic cho. Chào các bạn nhá, tôi chuẩn bị có một cái trải nghiệm vãi cứt trong đời. Là đầu tiên tôi đi tàu lượn siêu tốc. Bên cạnh đây là tôi ngồi ở giữa nha, là tôi đã sợ đéo chịu được rồi. Thì tôi đéo hiểu mấy thằng ngồi đầu nó sẽ như thế nào. Là vợ tôi. Tôi không nghĩ là nó khủng khiếp như thế. Nó khủng khiếp hơn của tôi là những gì mà tôi tưởng tượng. Sợ quá, sợ quá. À, những cái trò chơi cảm giác mạnh ở trong này trước khi chơi nó có một cái tiếng hú đặc trưng vậy, là như kiểu là mày sẵn sàng chưa, bắt đầu chơi này, kiểu wiu cái lên đi. À, từ đầu nó sẽ lên cao đéo chịu được ấy. Ừ, tôi đéo nghĩ là nó sẽ lên cao thế. Đéo vui rồi. Holy fuck. Nó cao thế. Ôi, như kiểu là tôi ngất con mẹ luôn rồi ấy các bạn ạ. Tay tôi nằm cái phát đầu tiên xuống này bị hẫng tí nữa tôi rơi quả GoPro luôn. Tại tôi đéo nghĩ là nó sẽ nhanh và nó sẽ kinh khủng như thế. Xong rồi. Tôi muốn nhắm mắt về đài nhưng mà tôi chợt nhớ ra tôi đang cầm cái GoPro nên tôi phải mẹ mở mắt ra để tôi trải nghiệm và tôi phải làm sao mà tôi trông thật ngầu. Nhưng mà đéo, nó kinh khủng lắm. Nó khủng khiếp đéo chịu được. Nó chỉ ngắn như này thôi nhưng mà nó dã man lắm. Nếu như có dịp các ông thử đi. Nhưng mà nhớ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là nó sẽ đi nhanh vãi cứt đấy nhá. Chơi xong trò này tôi bùn rủn con mẹ hết cả chân tay luôn mà các bạn. Đéo thở được luôn ý. Mà nếu như mà đéo chơi trò này ý, thì chắc chắn là cái cột 85m kia tôi đã chinh phục rồi. Nhưng mà tôi lỡ chơi trò này trước rồi nên là... đi về buồn rủn hết cả chân tay. Đi về. Vãi lộn rồi. Đi về. Sau khi chơi trò này xong thì bọn tôi ra đây. Đấy, ghế nó sẽ như này các bạn. Nó được đâu đấy khoảng mười mấy người, đéo nhớ. Sau đấy thì chúng nó rủ nhau đi ra chơi trò này. Đấy. Cái trò lắc lắc nhẹ nhẹ này trước. Ừ, chúng nó rủ tôi đi ra chơi nhưng mà tôi đéo dám chơi. Đấy, mấy thằng nhân viên là tôi đã ra chơi đây. Không sao đâu, nóng tí thôi, ngồi nóng tí thôi không sao cả. Cố lên các em ơi, sợ cái đéo gì, cái này bé tí. Sao anh không vào? Bé quá đúng không? À, giới thiệu các bạn, đây là một nạn nhân của cột 85m. Thằng này, nó đi chơi với cái trò mạo hiểm trước các bạn ạ. Trước khi đi ăn cơm, nôn hết. Không khổ đấy, chịu được. Trò như này. Đấy, trò đúng cột. Nó chơi trò băng anh ạ, không phải cột đấy. Bạn nghe quả tiếng không? Kể của tiếng ám ảnh vãi cứt luôn ấy. Anh ám ảnh đéo chịu được. Anh bây giờ nghĩ lại anh bảo anh xuống được không em? Không được Thành ạ. Chị Trang ơi, bây giờ em xuống. Không được em ạ. Nó nhẹ lắm, nó từ từ từng tí một à. Đây, trò này nó sẽ như này các bạn. Nhìn thì nó đéo sợ đâu, nhưng mà đến lúc vào chơi thì tôi thấy là trông có vẻ cũng vãi đái đấy, vãi đái ra quần đấy. Lâu rồi. Ủ trông buồn nôn dã man. Nó vẫn tuần nhá. Nó vẫn bình thường. Vẫn bình thường. Tôi nhìn tôi thấy buồn nôn đấy. Ôi.
Cảm giác bên này chết mẹ ra đây luôn rồi. Khổ đéo chịu được. Không thể chịu được. Nhưng mà tôi hơi hối hận một tí. Thời điểm này về nhà tôi nhìn lại thì tôi thấy trò này bình thường, biết thế luôn rồi tôi chơi. Chơi về có trải nghiệm kể cho các bạn nghe hiểu không? Trông nó cũng bình thường. Sao nào? Sao? Sao anh? Nghe nào? Vui anh? Vui à? Vui. Nghe nào? Em phải nói thật là hôm nay là một ngày sinh nhật tuyệt vời của em. Em phải anh ạ. Vui là nhưng mà cháu rớt vậy đấy. Em thấy trò này hợp với cả Tùng với Cào chơi anh ạ. Ok. Cái này trò trẻ con anh ạ. Anh cũng chơi được mà anh lại không chơi. Cày vậy. Rồi, xong rồi đến lúc ra nghỉ một tí. Chúng nó cứ dụ tôi chơi cái trò. Bây giờ này, bây giờ có ai những ai chơi đu cột này? Em. Em. Đấy, rồi đấy, đấy, chúng mày ra chơi nốt đu cột đi. Người ra xin câu là được mà, em xin. Bây giờ 45 bạn còn 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi làm được mà. Ra đấy vừa rồi đi. Đây, trò đu cột đây các bạn. Nếu như mà trời có thêm một tí mây nó đỡ nắng một tí là tôi đã đi chơi rồi đấy. Các bạn nhìn xem cái thời gian ngồi ở ghế buộc dây bảo hiểm xong bắt đầu nó đưa lên trên đỉnh cao 85m trông nắng vãi lên đấy, thấy bảo nhìn ra được cả biển mà. Tôi nghĩ là nếu như tôi chơi về tôi sẽ đen xì, các bạn sẽ ngồi spam là ừ mẹ trông anh đen, anh xấu, anh bẩn, trông anh kinh vãi cứt các kiểu. Tôi nghĩ cái cảnh đấy là tôi thấy chán mẹ rồi. Nếu như đéo có mấy thằng trẻ trâu ngồi spam trên kênh chat về làn da của tôi thì tôi đã trải nghiệm trò này rồi. Đấy các bạn nhìn không? Khác đéo con mực buồn nắng không? Lâu đéo chịu được. Tôi mỏi cổ quá. Nhưng mà nhìn thì thế thôi nhưng mà nó đéo sợ đâu các bạn ạ. Tại vì nó nhanh á. Nó đéo phải như ngày xưa tôi chơi. Ngày xưa tôi chơi nó còn dập dình nữa. Cái này thả phát là xong à. Tôi đéo biết là nó thả phát xong. Mày ạ, trông như kiểu mực bột nắng ấy nhỉ. Phơi váy cứt ạ. Nhìn thích thế à? Ừ. Có dịp không thử trải nghiệm đi. Sau này đáng thử đấy. Mà thấy bảo lên view đẹp lắm các bạn. Nhìn được hết toàn cảnh, nhìn được ra cả biển luôn mà. Cao như thế cơ mà. Thời điểm bây giờ về nhà rồi xem lại những cái hình ảnh tôi cũng thấy tiếc. Thực sự là đúng là lúc ấy mà trời nó mà râm râm một tí, đúng nếu như iPhone nó dự báo thời tiết chuẩn ấy thì hôm nay trời phải quang cơ. Thì lúc đấy mình sẽ được trải nghiệm cái trò này. Tiếc quá. Tiếc thực sự. Rồi sau đấy thì đi công viên nước chơi. Nhưng mà tại vì tôi lười quá, tôi không mang dép theo, với cả là tôi lười thay quần áo nên là mọi người đi chơi công viên nước, còn tôi đi xem phim 4D. Ừ, đi xem phim 4D không ạ? Mẹ, xem phim 4D khó chịu vậy. Phim béo thì có hiệp sĩ đánh nhau với cả con rồng ấy. Mà cứ mỗi lần ông hiệp sĩ ông rơi xuống nước là lại có mẹ nước nó bắn vào mặt. Mà đéo phải rơi một lần. Cứ thỉnh thoảng xem lúc nó lại rơi tỏm xuống nước, cái thể cay vãi cứt ạ. Xong rồi tôi phải đưa thằng Tùng quay trở lại chỗ mua đồ. Ừ, hứa với nó mua con cá sấu. Xem rồi à? Ờ. Bây giờ là 3 giờ hơn, tôi là tôi chuẩn bị về bây giờ rồi. Nhưng mà tôi hứa thằng Tùng Sói là sẽ mua nó con cá sấu. Cái lúc mà vừa mới đi xem thế giới động vật xong nhào nhẽo. Bây giờ phải quay lại cho nó mua này. Ok không? Xong rồi mua cho Nhu Nhi con gì nhỉ? Đúng rồi. Đấy, xong mặt rồi mua hộ con hổ cho thằng Nhu Nhi nữa. Trông mặt nó vui dã man này. Trông cười típ mắt. Trông chả vui thế nào. Không có biết là con cá sấu ấy về dùng được mỗi buổi tối không? Thế là nó sẽ là con cá sấu, xong rồi bấm từ cái răng một, xong rồi cái răng nào là cái răng sẽ bị con cá sấu đớp ấy. Đéo hiểu sao ông chơi được đúng một ngày, đến ngày hôm sau cái học máy luôn. Ngày kia anh về Hà Nội, anh phải đau. Anh phải 2 năm rồi anh mới đi lại biển á. À, các bạn nhân viên ở đây dễ thương vậy, nhiệt tình vậy. Hello, chào cả nhà.
Nào, đi. Đâu anh hứa nó là anh mua nó con cá sấu. Tôi nhớ tụi em cứ thăm tụi em. Đây đây đây. Đâu cá sấu ở đây? Đây. Mẹ ông còn quên luôn cái cá sấu ở đâu ạ. Đâu Như Nhi lấy con nào nhỉ? Như Nhi mua con nào nhỉ? Đâu con hổ nào, con chọn một con hổ đi. May nó không chọn okay, làm tiết cá. Ok rồi, mang ra cho cô để cô tính cá tiền. Bảnh vãi. Con tên gì? Thanh Tùng hả? Thanh Tùng à, Tùng sói đít thối. Tùng thối. À không phải, không phải đít thối. Hai con này tôi mua bao tiền nhỉ, tôi không nhớ lắm. Đấy, sau đấy bọn tôi đi về. Kết thúc chuyến đi ở đây là Vin Nam Hội An. Ừ, về đi tắm biển các bạn ạ. Về tắm biển với đi đá bóng. Ôi đi đá bóng thích vậy. Đây, cho Nhu Nhi con hổ đây. Lại còn mua cả con hổ nữa. Cảm ơn bố đi. Xin bố chưa? Nó có con hổ ấy, nó cứ ôm suốt. U te cực. Đi cho xem mấy cái ảnh ôm con hổ. Nhưng mà đấy là thời điểm nó chưa giả lại con mèo thôi. Chứ cái lúc con mèo lấy con hổ ứt. Đó. Lúc đéo nào ôm con mèo. Nhưng con mèo này của người khác vẫn phải giả lại. Đây là bọn tôi đi ra biển chơi các bạn. Con trẻ con này nó có mấy cái bộ quần áo giữ nhiệt để đi bơi trông buồn cười vậy. À tuyệt. Ở ngoài biển này còn được đá bóng các bạn ạ. Thích vậy. Đi bơi xong rồi quay ra đá bóng với cả chúng nó. Đâu nhá. Xem clip đá bóng. Ôi nước ấm đấy nhở. Ô cả một ngày nắng xong rồi đi ra biển nước ấm thực sự luôn. Ấm thích vậy. Biển xanh cực. Đây là màu của GoPro theo cái dạng màu lóc nên là nó còn hơi nhạt các bạn nhé. Mình bơi thoải mái. Đổ vào cái biển lạnh đây. Xanh lè. Biển xanh thực sự ạ. Chúng nó còn đi thuê cái ván này không biết chúng nó thuê bao tiền đấy nhỉ? À công lên mạng xem câu có thấy người ta lướt ván không? Mẹ nhìn người ta lướt ván dễ dã man. Cái lúc mình được lần đầu tiên được đứng lên quả ván này mình thấy là nó khó như thế nào. Đứng lên đã thấy khó rồi. nhưng mà chơi cái ván này vui vậy. Là nhìn trên mạng thì thế thôi. Tiếng ba tiếng nha, từ từ. Tiền đây. Một tiếng 400.000. 400.000 một tiếng thuê cái ván này. 400.000 này. Mỗi thằng nghịch được một tí. Sau đấy bọn tôi lên đá bóng. Có một đội thì chúng nó chơi bóng chuyền. Nhưng mà sau sang đá bóng hết các bạn, đá bóng vui hơn. Hình như là tôi có làm quả. Hình như tôi ghi bàn sao, từ xem lại. Ui đá bóng cát này là một cái trải nghiệm cũng đáng thử các bạn. Mệt dã man ấy. Đâu nhỉ? Ôi. Rốt độ. May là mặc cái quần xanh trông dễ nhận dạng. Ui giời ơi. À, nhân viên nhà tôi hơi đông nên là bọn tôi chơi thua ra thắng vào. À, tôi với Quang cùng một đội với nhau, bọn tôi đội già đã cặp với nhau quen rồi. Mà ăn quả bóng vào mồm. Ăn quả bóng vào mồm đây là một cái gì đấy cũng vãi cứt đấy. Mẹ mồm toàn cát luôn không ạ? Ông đá bóng xong thì bọn tôi lại lên hồ bơi với cả bọn trẻ con. Một clip đi hồ bơi ở đây rồi. Rồi, sau đấy là đến sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau thì các bạn biết rồi đấy, tôi đi ra ngoài biển. Tôi gặp mấy con sò. Mấy con sò anti-FA thì phải. Nhìn thằng này nó uống nước này. Điện thoại con đâu? Lần nào ướt hết áo. Tùng. Thằng Tùng nhà tôi nó vẫn chưa kiểm soát được cái việc là nó sẽ phải tự giác dậy đi đái.
Cho nên là bình thường ở nhà thì không sao, tại vì hôm nào tôi làm việc xong tầm 5 giờ là tôi sẽ lên ngủ và tôi sẽ gọi nó đi đái. Hôm nào không gọi thì thôi, trôi hết cả chăn gối luôn. Mà cái cách gọi đơn giản nhất để nó có thể dậy được là Tùng ơi, dậy đi lấy vợ đi con, là Tùng nó sẽ tỉnh ngủ luôn. Tùng, Tùng xoái, Tùng xoái ơi, Tùng xoái, dậy đi tè nào. Dậy đi lấy vợ nhanh lên. Tùng, Tùng dậy đi lấy vợ nào. Đấy, rồi gọi dậy lấy vợ khóc luôn mà. Dậy đi tè nhanh lên, không phải lấy vợ đấy. Đi tè đi nhanh lên, không phải lấy vợ đấy. Đây bên này. Thế thì đi tè đi. Khổ thực sự. Đấy, xong rồi cả nhà đi ngủ, còn tôi đi xuống biển. Cái lúc này là mấy giờ nhỉ? Nó rơi đâu đấy, chắc là tôi nghĩ chắc là khoảng 5 giờ. Vợ tôi cũng thích xuống nhưng mà tại vì vợ tôi còn phải trông hai đứa trẻ con này nữa nên không xuống được. Ở trên này để lấy toàn cảnh bình minh. Trước khi xuống thì tôi đặt quả GoPro một tí để làm cái tham lếp. Ủa, tôi cầm theo quả gậy 3 mét hợp lý vãi trưởng ạ. Không thì đéo có chỗ gắn luôn ấy. Cái tôi đéo lường được cái việc là mạnh ngoài biển có gió ở hơi ngu. Ủa. Nên là tôi cầm cái mic, tôi đéo cầm cái lọc gió đi ạ. Thích vãi thề. Đây lúc bình minh đây. Ta đến biển đây. Mặt trời lên đây. Ủa đến thích vãi thề. Ê lòi. Nhưng mà tiếng thì nó hơi ù, tại vì nó bị gió vào mic các bạn. Mà cái này phải cắt hết tiếng đi, về lồng tiếng sóng biển khác vào, lồng thêm tí nhạc vào nữa, làm đẹp luôn. Đây mặt trời nó lên một tí nữa đây. Ôi nước biển ấm vãi, bảo sao người ta hay đi tắm biển buổi sáng á. Mặt trời lên đâu nhỉ? Đây. Ui, mặt trời nó lên đúng ở cái đoạn đảo kia luôn ạ. Chất thực sự. À, tôi kéo ngang tham lếp luôn nhỉ. Đấy, mặt trời lên đấy. Ôi. Đỉnh vãi trưởng. Đây này, tôi ra phát là tôi đã nhìn thấy cái dòng chữ này rồi nhá các ông nhá. Mẹ mấy con sò này. Rất là bực mình. Đấy, cái bể bơi vô cực này các bạn. Bể bơi này ngắm ra kiểu bãi biển đẹp vãi. Tôi lại gặp bốn thằng này. Lịch hàng ngày của nó là sáng sớm chúng nó dậy, tăng cường vitamin D hấp thụ vào da bởi ánh nắng mặt trời sáng sớm. Sau đấy là chúng nó lại quay lại ăn sáng. Rất tình cảm anh ạ. Rất nẫu ruột. Long ơi, sao mày bảo là đi mày bật đồng hồ xuống xem bình minh? Dạ rồi, em xem ngồi đấy xem. Sao nó sao? Trời ơi em có tạo nó giúp luôn. U má. Ờ có thằng nó đi tắm biển. Nó tắm cho đói để nó ăn cho nhiều đấy các bạn. Ra nó đi ăn sáng. Lúc tôi xuống thì thấy mấy thằng đang xỉa răng rồi. Mà mãi đeo thấy nó lên. Ăn xong bọn nó bảo là bọn em đang nghỉ tí, bọn em ăn tăng nữa. Mà đấy đéo phải tăng 2 các bạn, còn có tăng 3 nữa cơ. Mày bấm ấy nước đi để anh rửa chân thằng, à. Mấy thằng ở đội trong Sài Gòn này thằng nào thằng ấy cũng to ấy. Nhìn phát là thấy ăn khỏe rồi. À, có cả vòi rửa chân à?
À đây là từ máy Quang. Ông Quang ạ. Ông dạy ông quay tham lếp, các bạn hiểu không? Bình thường người ta quay xong người ta cất mẹ máy đi, ông cứ để máy ở đấy xong ông đi ngủ tiếp. Mẹ mặt trời lên cao vãi cứt rồi, máy nóng hừng hực rồi. Cái này quay Adlock nên chưa đổ màu vẫn. Nhưng mà quay cũng đẹp phết. Đây là từ ban công của phòng của thằng Quang. Bình thường đến đây người ta cắt được mẹ rồi, ông cho mặt trời lên tận đây, chói đéo chịu được rồi. Ông ngủ quên mẹ mất. Còn đây là từ cái GoPro của tôi mà lúc tôi đặt trước khi đi. Đây là từ GoPro của tôi. GoPro thì lúc nào tối thì nó hơi noi một tí. Mà tiếc là hơi ít mây, nhiều mây hơn nữa thì trời nó sẽ đỏ hơn. Nghe đặt GoPro cũng đẹp phết. Mà nó đỡ tiếc máy. Lúc tôi về nhà cái GoPro còn đúng 1% pin ạ. À. Tham minh chuẩn thực sự. Thằng Nhu đỡ nhi. Thằng Nhu đỡ nhi. Thằng Nhu đỡ nhi. Thằng Nhu đỡ nhi. À, sáng nó sẽ xúc miệng, nó đang bị đau họng thôi. Xúc miệng trông khổ thực sự ạ. Cú te vậy thì. Xong rồi bọn tôi đi bà Nà Hưu chơi. Bà Nà Hưu thì đéo hiểu, ngày xưa tôi đi cáp treo rồi mà ngày xưa đi thì đéo sao. Lần đi cáp treo bị say không ạ? Mẹ em say cáp treo nó mới nẫu ruột chứ. Nhưng mà đi bà Nà Hưu thì ôi trời ơi, đông kinh khủng luôn ấy. Ông nhìn này, lần đầu tiên được thấy cái cầu vàng mà không nghĩ là nó đông như thế. Tôi cứ phải trồng cái GoPro lên đầu rồi tôi đi, cái cả đoàn đi với nhau nó đỡ bị lạc. À, thực sự chúng tôi rất là may mắn vì được trải nghiệm cầu vàng ở một ngày rất là vắng. À, chúng tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của cầu vàng, một trong những cái cầu rất là nổi tiếng của Việt Nam. Đông em đông đéo chịu được luôn. Nhưng mà đẹp. Lần đầu tiên được đi cầu vàng công nhận là đẹp. Thích. Này, nhìn này. Này chụp ảnh kéo gì? Ôi. Mẹ mẹ tôi bảo là cả nhà mình check in cái cầu vàng. Vâng, mẹ. Check in kiểu gì mẹ? Nhưng mà cái view từ cái cầu vàng này nhìn xuống thì công nhận là thích thật. Ông nhìn hộ tôi xem cái là chụp ảnh kiểu gì bây giờ. Ông có choán không? Các bạn là đôi tay thò từ trong. Ta có thể chụp được cả cái bàn tay này. Nhưng vấn đề là không thể xóa được người. Tôi xin khẳng định với cả các bạn là đôi tay thò từ trong núi ra là đôi tay của FA. Không đeo nhẫn, không đeo nhẫn. Đây, view đẹp vãi trưởng ạ. Để trông thích vãi. Mà đi bản này nhá. Cái lúc lên nói chung là mát. Nhưng mà đéo hiểu đến cái lúc ăn trưa tầm 11 12 giờ trưa bắt đầu mây nó đến xong rồi nó lạnh nhá công. Lạnh đéo chịu được luôn đấy. Và sau người ta bảo phải mang áo khoác đi. Kinh nghiệm sau ấy công rồi có ấy. Mang áo khoác theo nhá. Lạnh thật đấy, không đùa được. Vừa thấy mặt chị Loan ở chị Loan trông có vẻ rất là khó tính nhỉ, rất khó chịu khi mà đông người. Chị Loan không được check in với cả cầu vàng. Ở ngoài đi chơi linh ta linh tinh, ăn trưa cũng đông. Đây là một gian, chỗ ngoài tôi ngồi một gian, bên trong đằng sau cái tường màu trắng kia một gian nữa. Đông đéo chịu được. Đông xong lại còn ăn buffet không hiểu. Quán này ăn thì cũng ngon nhưng mà nó đông quá. Có món gì ngon là không nhanh cái là toang. Ngày xưa tôi chơi cái này rồi này. Đây, ngày xưa tôi chơi đúng cái này luôn. Cái này thì nó thấp hơn cái 85m nhưng mà nó khó chịu á. Nó còn giật lên giật xuống nữa cơ. Cay thực sự này. Kia nó có phải là thả phát đi kia. Cái kia thì chắc là loanh quanh được khoảng 3 giây đấy để biết thế mình chơi thử. Tôi sợ nó cứ giật giật thế này. Xong rồi đi về. Đi về say cáp treo vãi cứt. Đây, lúc đi về
Tôi đéo phải sợ độ cao thôi mà tôi đéo hiểu sao tôi say. Về xong rồi bọn tôi lại đi bơi. Đúng, bọn tôi đi bơi. À, sáng tôi dậy tôi thấy cái dòng chữ cái chat F3 đấy nhá. Đến lúc buổi chiều tôi ra tôi vẫn còn thấy cái dòng đấy. Ừ. Nhỉ, tôi đi tìm đâu nữa. À đây. Ở đây này, vẫn còn đây này. Đây. Sáng nay tôi có ra biển để quay mấy cái cảnh bình minh. Đây à? Đẹp luôn. Có khi bây giờ vẫn còn đấy chứ. Ồ, lỡ ngỡ bây giờ vẫn còn đấy. Nếu như không bị phá. Ông Hòa ở Đà Nẵng mà có đi cái khách sạn này, ông ngó tôi ngay trước bãi biển luôn. Ngay trước cửa khách sạn luôn. Có khi là vẫn còn đấy. Con ơi, con lấy đây anh, Tùng nhiều này. Con lấy ra để con... Còn đây là thằng Nhu Nhi các bạn ạ. Thằng Nhu Nhi bây giờ tiên tiến hơn là có quả phao chụp vào cổ ấy. Nó tự đi bơi được, thích vậy. Xong rồi về bọn tôi lại đá bóng. À, lịch hôm nào cũng thế. À, đi từ đầu tính là sẽ làm team building. Nhưng mà theo quả lịch đi thì anh em được bóng chuyền, bóng đá, đi bơi, đi chơi trò chơi. Nên là thôi đã làm team building nữa các bạn. Nhưng mà cũng vui. Hôm nào anh em cũng có hoạt động. Đi đá bóng xong rồi tối lại uống bia, ăn hải sản. Thích thực sự, bảo sao ngày nó qua nhanh thế. Đây thằng Nhung Nhi đây. Bye bye chưa? Bọn trẻ con nhà tôi nó cứ đi bơi mà bảo nó lên cái là chúng nó dãy đình đạch luôn. Không chịu. Ông chú này hát hay vậy. Đã bơi rồi lại còn được ông chú này hát cho nữa. Hay vậy. Nhìn này, cái thằng Nhu Nhi là quấn cái khăn để trông có ghét không? Sao nó bị ngã phát không ạ? Quấn lại đấy. Nhìn đây. Máy không gãy răng ấy. Không được chạy. Không chạy. Đi từ từ thôi. Đá bông. Trông cute thực sự. Em bé Nhu Nhi bị ngã. Ok, chuẩn bị đi ăn rồi. 6:20, 6:25 tập trung ở dưới đúng không ạ? Này quấn cái khăn vào xong bề nó nhỉ, nhớ cái hồi nó còn nhỏ vậy. Yêu thực sự. Thế là nó về khách sạn nó lại còn ngã thêm phát nữa cơ. Đi Vin xong buổi tối đi ăn tối xong ngày hôm sau đi về. Nhưng mà trước khi đi về bọn tôi còn tắm thêm phát nữa. Đây, quả này mới là quả khiến cho tôi bị cháy nắng này. 10 giờ sáng cả lũ rủ nhau xuống dưới hồ bơi. Xong rồi nghịch nước rồi là các thứ. Mẹ ạ. Cháy quắt hết người luôn. Nhưng mà tôi có trò mới hay cực không ạ? Bọn nó dạy cho tôi quả từ đầu nhá. Bọn tôi định lặn xuống để bọn tôi chụp ảnh dưới nước. Nhưng mà đéo hiểu sao tôi cứ bị nổi lên ấy. Đây. Cứ lặn xuống và tôi sẽ bị nổi lên ấy. Cay vậy. Mà tôi đéo hiểu sao thằng quần đùi đỏ này nó có thể ngồi được ở dưới nước như thế này. Xong về sau nó bảo là anh lặn xuống anh phải xì hết hơi ở trong bụng ra thì nó sẽ chìm xuống. Chìm thật. Đỉnh cực. Đấy, đây là lúc mà đéo biết làm. Nổi đéo chịu được ạ. Còn sau khi mà bọn tôi xì, tôi biết tôi xì hết hơi trong bụng ra rồi thì xời. Ngồi phát đỉnh luôn. Mỗi tội là hơi ngu tại vì bọn tôi nghịch ở dưới nước lâu quá mà toàn mở mắt ấy. Thế là thằng nào thằng ấy cũng bị khô hết mắt. Nè. Ngồi được luôn. Chất lượng cao thực sự ạ. Đỉnh, chờ lại hay. Sắp tới tôi sẽ rủ mấy anh em team tháng sau đi Phú Quốc và bọn tôi sẽ
làm phát. Nhìn mấy con cá. Đâu nhỉ? Mấy con cá đâu nhỉ? Ừ, có con cá voi to vậy. Đây. Có con cá long hồ đâu nhỉ? Có cá long hồ to vãi trưởng giống một cá voi vậy. Hết mẹ rồi, xong bọn tôi về. À đây, như cái này sao nhỉ? Đúng cái này. Đấy, mẹ cứ mở mắt quay bao nhiêu clip nhỉ? Xong cái sao khô mẹ hết mắt luôn ạ. Đây, cá voi này các bạn. Nhìn cá voi này. Cá voi to vãi ạ. Không sợ đéo chịu được. Hết rồi. Loanh quanh chỉ có thế thôi. Đây là cái ảnh kỷ niệm mà tôi nghĩ là đông đủ nhất. Tại vì có hôm đầu bọn tôi đi Vinam Hội An thì thằng Quang, cái Huyền nhà Quang bị đau bụng cho nên là hai đứa nó không đi được. Còn đây là ảnh gia đình nhà tôi. Thằng Nhu Nhi trông ghét vãi, để trông nó bị cute, nhìn này. Đáng yêu thực sự. Buổi tối đi ăn bọn tôi còn được trải nghiệm quả giống túc túc ở bên Thái Lan. Đi sợ đéo chịu được. Đây là bữa ăn cuối cùng ở ở Hội An. Ngày hôm sau thì bọn tôi về về lại Hà Nội kết thúc chuyến nghỉ luôn. Nên là bữa này là bữa kiểu đặc biệt nhất. Cũng là bữa chia tay Đà Nẵng luôn. Set up ở một cái nhà hàng, ăn ở ngay gần một cái ao. Tôi đéo biết nó là cái ao hay là cái gì, tại vì tối quá. Nhưng mà ăn bữa này ngon với cả vui. Khi ăn thì cũng phát biểu cảm ơn anh em một tí. Đấy. Thôi bọn tôi đi về. Đây là Hưng, một nạn nhân của việc đi tắm biển bị mất kính. Thằng này thì hơi đen một tí. Bữa đầu tiên khi mà đến Đà Nẵng đi tắm biển phát bị rơi mất kính luôn. Thế là cả chuyến đi của nó hơi mờ một tí. Còn đây là Minh, cũng một nạn nhân khác của việc tắm biển. Nhưng mà Minh may mắn hơn Hưng là chỉ mất một bên kính mà thôi. Bên còn lại thì mắt nổ mắt xịt. Minh vẫn có thể nhìn được và gắp thức ăn rất chuẩn. Ở cái quán này còn có quả nhà vệ sinh. Quả nhà vệ sinh này, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Từ lâu vào tôi đéo biết mở vòi đâu cả. Vì sao tôi biết là hóa ra là mình phải dẫm vào cái vòi này và mình có thể rửa tay với cả rửa mặt. Chất lượng cao thực sự. Đây là Tùng Sói. Tùng Sói đang học viết chữ. Nó viết chữ bố nhưng mà nó viết nhầm thành chữ bồ. Đây là chữ Thanh Tùng. Mẹ, thằng này chữ xấu thực sự. Đây. Nó bảo là con sẽ viết chữ bố độ. Con sẽ viết cả gia đình của mình. Đây là chữ Thanh Tùng. Đây là chữ bố độ sau khi mà ông viết lại. Trông mặt có vẻ hơi chán một tí. Chữ xấu thật. Trong khi đang viết chữ thì thằng Nhu Nhi nó vẫn không để cho yên. Đây. Viết thêm chữ Nhu Nhi ở dưới nữa. Trông cute vậy. Sau chữ Nhu Nhi thì sẽ là chữ mẹ Trang. Tôi cũng không hiểu sao mẹ chữ R nó viết trông buồn cười vậy. Và đằng sau chữ A là chữ gì thì tôi nhìn không nhầm, nó là chữ L thì phải. Đang viết sai chính tả. Buổi sáng ăn sáng cuối cùng ở Đà Nẵng thì tôi có được một bạn. Hình như bạn ấy tên là Hoàng hay là bạn tên là Hoàng hay tên là Nguyễn ấy nhỉ. Sau khi ăn sáng xong thì bạn có bê ra hai đĩa tiramisu. Bạn ấy bảo là cái này bạn ấy là bếp phó, bạn ấy làm riêng để tặng gia đình tôi. Uầy, ăn ngon thực sự. Mà trông cũng đẹp nữa chứ. Ăn ngon cực. Không hiểu. Nhưng mà bát hơi to. Đúng ra làm một suất thôi để tôi với cả vợ tôi ăn chung với nhau là được rồi. Đây là chị Loan. Hai em là chủ viên khách sạn. Em một chỗ phòng 815 cho anh Hoàng ăn nữa. Kinh đéo chịu được. Đây là Kiên. Kiên với con cá lúc nãy có chụp ảnh check in với nhau. Chắc các bạn vẫn nhớ. Thằng ấy buồn cười vậy. Đây là Nhu Nhi với con hổ.
Nhu Nhi từ lúc mà bị giả lại con mèo một cái rất thích con hổ, phải không? Tại vì không còn lựa chọn nào khác. Giờ thì con hổ vứt đâu rồi cũng không nhớ. À, trước khi mà ra sân bay để kết thúc chuyến đi thì bọn tôi có qua một cửa hàng lưu niệm. Thực ra không phải cửa hàng lưu niệm mà cửa hàng mua đồ đặc sản ở Đà Nẵng, để mọi người mua đồ về làm quà với cả mua đồ về ăn. Và chớ trêu thay cửa hàng đồ nó gọi là cái đéo gì nhỉ? Đồ ăn đấy nó lại ngay cạnh cửa hàng đồ chơi. Thế là vào một cái tùng sói ỉ ôi, bắt là phải mua bộ này, thế mua không được, nước mắt ngắn nước mắt dài. Thế là về sau tôi cũng phải cắn răng cắn cỏ tôi mua cho nó, trị giá là 192.000 đồng. Trông hình quả Energy Ring Warrior Robot hoành tráng vãi đái. Nhưng mà đến khi về nhà thì tùng sói có vẻ hơi thất vọng, tại vì không như tùng sói muốn. Đây, đây là đồ chơi trông thương thực sự. Và tất nhiên rồi, đến lúc về nhà mở ra cái chơi được đúng 5 phút thì tùng sói bỏ vào góc luôn. Đây là hình ảnh tùng sói lúc mà được bố mua đồ chơi cho. Rất là vui, hiểu không? Mặt rất là happy. Lúc về thì tất nhiên là nó vẫn ngồi trên vali của chú Quang, không cần phải di chuyển. Đây là thằng Nhu Đời Nhi, nó đang ăn cái gian gian, nó thích ăn cái bánh này vậy. Khi lên máy bay thì thằng tùng sói nó có vẽ bức chân dung ở có vẽ, tôi nghĩ chắc là nó bảo là nó vẽ bố độ mà trông trông cũng giống đấy. À, tối hôm qua khi mà tôi về đến nhà thì thằng em tôi có ship cho tôi cái GoPro 11. À, tôi có quay thử rồi thì tôi thấy chất lượng nó ok hơn nhiều so với cái GoPro 10. Với cả một cái update lớn nhất của GoPro 11 tôi thấy là pin mới. Mặc dù dùng chung với cả pin của GoPro 10 nhưng mà được cái là pin nó chống nóng hơn 30%. À, tôi dùng thử để công nhận tôi thấy mát hơn rất là nhiều. Sau khi thằng em đấy về thì một thằng em khác cũng tên là Độ, nó có sang ship cho tôi hai cái điện thoại. Lần này hôm trước tôi bảo các bạn là tôi mua 3 cái nhưng mà lần này nó đi thì mua hơi khó nên nó chỉ mua được 2 cái thôi. Một cái cho tôi, một cái cho mẹ tôi, còn cái vợ tôi chắc là phải 2 hôm nữa mới về. Sau đấy thì nó có tặng tôi một cái ốp. Cái ốp này thì vừa tím vừa đỏ và nó là cát để nó chảy xuống, trông khá là đáng yêu nhưng mà phải khoảng 15 ngày nữa mới về. Tôi có chụp thử một cái ảnh bằng iPhone 14 Pro Max màu Deep Purple 1T. Thì tôi thấy là chất lượng ảnh nó cũng khá là ok. Hình như cái ảnh này là ảnh RAW 48 megapixel thì phải. Còn đây là cái ảnh góc rộng nhất với góc 0.5. Chất lượng nó cao hơn nhiều. Với cả là chụp thiếu sáng thì bây giờ nó đẹp và nó đỡ noi hơn. Đây là 1X, còn đây là 3X. Đây là tôi chụp test thử. Còn đây là camera trước ở chế độ chụp ban đêm. Nó phơi sáng khoảng 2 giây. Trông nó cũng sáng và nét phết. Đấy rồi. Còn sáng nay thì tôi với cả Hiếu với cả Piu vừa mới gặp nhau xong. Bọn tôi cùng nhau đi ăn bún chả. Tôi quên mất không chụp ảnh anh Hoàng. Anh Hoàng thì tôi có dẫn đi ăn cái bún chả mà ngày xưa ở ngay gần công ty cũ của tôi, cái hồi mà tôi còn làm du lịch. Bún chả ở hàng quạt. Quán ấy ăn khá là ngon. Anh Hoàng thì thích ăn bún chả nên là tôi dẫn ra ăn thử thì anh ấy có nói là quán này ăn cũng được và anh có làm 3 suất. Sau khi làm 3 suất xong, anh ấy với cả Hiếu có ra sân bay thì tôi thấy Hiếu chụp thêm cái ảnh anh ấy còn ăn thêm một suất cơm gì đấy ở ngoài sân bay. Bảo sao anh ấy đang giảm cân rất là thành công. Sau khi mà về thì bọn tôi có chụp cái ảnh check in, tại vì lâu lắm rồi ba anh em tôi cũng không gặp nhau. Lịch gặp nhau tiếp theo bọn tôi sẽ là vào đầu tháng 10, vào cưới của thằng Piu thì phải. Đấy, thì bọn tôi chia tay nhau và sau đấy là giải tán. Nhà ai người ấy về, tôi về lại nhà, Piu về lại Hải Phòng, còn Hiếu thì về lại Sài Gòn cùng với anh Hoa. Kết thúc ngày hôm nay. Hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giveaway con iPhone 12 Pro Max các bạn nhé. Đấy là chuyến đi Đà Nẵng của tôi. Tại vì mấy hôm nay tôi cũng mấy hôm đi chơi về cũng dồn nhiều việc quá nên là tôi cũng không làm clip được. Tôi chỉ quay được hay là chụp lại cái gì thì tôi lên stream tôi kể lại cho các bạn thôi. Thì nếu như mà trong những chuyến đi tiếp theo mà tôi không có nhiều thời gian ấy, thì tôi sẽ làm cách đấy. Còn cái giveaway của iPhone 12 Pro Max ấy, thì hôm trước tôi có bảo với cả bạn rồi. Chúng ta sẽ dùng cái cách mà hôm trước chúng ta đã dùng thử rồi. Đấy là làm một cái biểu mẫu. Ở đây thì phải. Tên là đăng ký tham gia nhận iPhone
12 Pro Max Pacific. Pacific Blue 512GB. Hết bảo hành. Mẹ à, bản phim. Mô tả biểu mẫu y hệt như thế. Lười. Câu hỏi. Họ và tên. Ngày tháng năm sinh. Link Facebook. Để anh em mình còn check được mặt. À, số điện thoại. Bắt buộc rồi. Tại vì bạn nào trúng thì tôi phải liên hệ mà. Không thể liên hệ qua Facebook được đúng không? À, cho quả địa chỉ nữa đi. Địa chỉ cụ con mẹ nó thể đi. Lấy mẹ à. Chọn một số may mắn từ 1 đến 9999. Không tính phẩy các bạn nhá. Nó phải là số, nó gọi là số tròn thì nó gọi là gì? Số nguyên à? À các bạn, số tròn thì gọi là số nguyên à? Đúng không? Số nguyên tố à? Mở ngoặc. Số nguyên. À số tự nhiên à? Số tự nhiên à? Số tự nhiên. Sao lại số tự nhiên nhỉ? Số tự nhiên là gì? Các số tự nhiên được sử dụng để đếm và thứ tự. Bộ mã. Ui dồi mẹ khó thế. Số nguyên là gì? Số nguyên được định nghĩa một cách thông dụng. Số có thể được viết mà không có thành phần phân số. Ví dụ. À 9,75. Không phải. Ơ sao số 5 lại không phải là số nguyên. Là như nào nhỉ? Thôi mình cứ quy định là nó là số nguyên dương. Nó là số nguyên dương đúng không nhỉ? Ôi anh em đã điền thì chắc chắn là anh em biết rồi. Nó đéo phải là số phẩy. Nó đéo phải là số âm. Và nó là số từ 1 đến 999. À 9999 đúng không? Thế là xong. À là số nguyên dương là được. Dương. Ok. Nắm là được. Chọn số bất kỳ từ 1 đến 9999. Nếu con số bạn chọn là nhỏ nhất và duy nhất, bạn ăn luôn con iPhone. Ok là. Nếu như mà bạn trúng thì loanh quanh gần Hà Nội hoặc là ở Hà Nội luôn thì tôi sẽ ship trực tiếp. Còn nếu như mà bạn trúng ở xa ấy, thì chúng ta sẽ tính cách khác. Cảm ơn Tuấn Thọ nhá, cảm ơn em nhiều. Đủ thông tin chưa ta? Số 1 đến số 9999 có ít quá mình. Là đủ đúng không? Ngày xưa mình làm đến 1000. Cái này tôi sẽ để các bạn điền link cho đến tối thứ tư các bạn nhé. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thì tối thứ tư chúng ta sẽ cùng nhau check kết quả ở trên YouTube. Ok cho các bạn.
Ok nhá. Còn cái link này tôi sẽ để ở trong phần link linh tinh, các bạn vào kiểm tra hộ tôi một cái. Các bạn vào trong Discord bộ tộc PC Gaming này, các bạn tìm cho tôi cái phần tên là linh tinh. Ở cái linh tinh này các bạn sẽ thấy cái dòng là tham gia trò chơi may mắn nhận iPhone 12 Pro Max. Link ở ngay bên cạnh. Ủa? Không copy được nhỉ? Các bạn, tôi nghĩ là trong 2 ngày thì các bạn không có gì phải vội đâu, nên là các bạn cứ từ từ, nếu như mà link quá tải thì ngày mai các bạn quay lại là xong. Ok các bạn nhé. Tôi sẽ giới hạn lại cái link. À thực ra cũng chả cần phải giới hạn các bạn ạ. Tại vì bạn nào mà tự bạn nào mà đăng ký 2 lần chết mẹ rồi. Giới hạn, tôi đéo bật được cái giới hạn à. Giới hạn một lần trả lời đấy rồi. Ok. Giới hạn một lần trả lời. Nếu như mà tôi kiểm tra kết quả mà số điện thoại hay là địa chỉ của bạn mà nó trùng hoặc là đã chơi 2 lần rồi thì các bạn bị loại nhá. Cái này anh em rõ ràng với nhau từ trước nhá. Ok chưa? Link ở trong Discord mà. Trời ơi. Và Discord có phần linh tinh này một cái. Hoặc nếu muốn tôi có thể bắn cái dòng này lên trên để cho các bạn gõ lại, để đơn giản hơn. À không dùng Discord thì ok, thế tôi sẽ gửi link nhá. Đợi tôi một tí. Khó quá, các bạn chịu khó gõ lại một cái giúp tôi nhé. Ra nó cũng không nhiều ký tự lắm đâu, nên tôi nghĩ là gõ được. Đây, link đây. Các bạn có thể chụp ảnh lại xong các bạn gõ tay lại cũng được. Nhưng mà nếu như mà đông quá, nếu như mà đông quá thì các bạn nên để ngày mai hoặc ngày kia các bạn ấy cũng được. Tại vì tối ngày kia mình check rồi mà, có gì đâu mà phải vội. Sập rồi thì đúng rồi, lần trước chơi cũng sập mà. Nhưng mà thôi đừng vội, đêm muộn rồi chơi, tại vì mỗi người gửi được một kết quả thôi mà các bạn. Ok chưa? Ok rồi thì chúng ta lên đường, chuyển qua bên Nemo thôi. Cảm ơn Khang Vĩ nha, cảm ơn bạn nhiều. Không sao, tôi check được. Yên tâm, mấy ông khôn lỏi kiểu đéo sẽ bị loại các bạn ạ. Rồi, 12 giờ hơn rồi, tôi chuyển qua bên Nemo và để link ở kênh chat cho các bạn nhá, như mọi khi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và sau đấy các bạn nhớ nhắc tôi làm cái giveaway Combo Easy Food ở bên đấy nữa các bạn nhá. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn và gia đình tuần mới vui vẻ. Bye bye. Chúc các bạn may mắn với điện thoại iPhone 12 Pro Max Pacific Blue 512GB sân tay. Qua thời gian tôi mãi cứ nghĩ vu vơ về cuộc đời. Vì cuộc sống là thế, muốn gì chẳng tô vẽ nên con người. Ta tự lo tự lắng cho cuộc đời. Mong một ngày ta vẽ nên được bức tranh để tăng bản thân. Dù ngày mai sẽ có sóng gió bao tố vây quanh mình, ta sẽ cố vượt qua bên gia đình. Lo sợ chi khó khăn, sống như thế mới đúng đời. Lo sợ chi khó khăn, sống như thế mới đúng đời.